Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện dâng ca muối cho sư tổ truyền thể phim hiến ngư của tác giả Phù Hoa. chương 81, kết thúc mạch truyện chính. Từ mã tiêu làm hoàng đế cực kỳ chỉ cho có lệ, giống như lúc làm sư tổ thiên hạ ấy, hoàn toàn không giống một sư tổ, ngược lại còn giống một đại ma đầu bên phía phe địch. Thấy trước kia hắn làm từ tạng đạo quân thì làm sập cả canh thần tiên phủ, làm ma chủ ma vực thì gần như giết hết hơn nửa ma chủ với ma tướng của ma vực liêu đình nhạn cũng không trông mong gì hắn làm hoàng đế cho đành hoàng nữa dù gì mọi thứ đều có cô có các ma tướng của cô trông coi tuyệt đối không có chuyện gì lớn nạn tuyết ở phía nam đột nhiên được giải quyết trận ôn dịch xuân tới còn chưa kịp bùng nổ với quy mô lớn vừa báo cho bệ hạ liền biến mất không tăm hơi các ma tướng không giỏi đối phó với ôn dịch bọn họ chỉ giỏi lan truyền ôn dịch và quỷ linh xác sống chế tạo thảm án vì vậy việc này đành nhờ cậy một số người ở tu tiên giới thanh cốc thiên cũng có giúp sức nhận được lời mời của ma vực đến tất nước nơi người phàm sinh sống giúp những người bình thường đánh đuổi ôn dịch những người tu tiên vừa làm việc vừa có chút bốc khói chúng tôi là người tu tiên chính phái đấy sao phải cùng ma vực cứu rỗi thế giới ủa mà không sao ma vực phải cứu rỗi thế giới chúng tôi tu tiên hay bọn họ tu tiên? Sau khi chuyện này giải quyết thích đáng xong, khắp nơi đều lan truyền mấy lời đồn rằng bệ hạ được mệnh trời bảo vệ, nói hắn có thể mời tiên nhân hạ phàm cứu giúp. Một đám thần tử trước kia vừa sợ hãi vừa âm thầm chán ghét tư mã tiêu không biết vẽ ra những gì trong đầu mà càng ngày càng kinh hãi tư mã tiêu hơn. Đến nổi hai ba năm nay tiểu điện hạ không lớn lên là vì lý do gì cũng không dám đi hỏi có một lời đồn như đúng rồi giấy lên giữa các cung nhân, bảo rằng trong một đêm mưa gió bão bùng, cung điện của tiểu điện hạ từng xuất hiện một cái bóng to lớn trong như con rắn, gần như quấn chặt lấy toàn bộ cung điện. Rắn cái gì, đó chắc chắn là rồng. Đúng đúng, tiểu điện hạ là thái tử một nước, đương nhiên có chân long chi khí. Từ mã tiêu hoàn toàn không để tâm những chuyện này, hắn và Liêu Đình Nhạn không thường sống trong cung, Liêu Đình Nhạn dù chỉ nằm liệt cũng thích nằm ở nơi phong cảnh tuyệt đẹp, cơm canh ngon lành. Bởi thế cô sống một nơi được một thời gian thì luôn cứ phải tìm một nơi khác ở tạm, thường cứ nửa năm hoặc một năm đổi một lần, đã phần đều tùy theo tâm trạng. Đây chắc có lẽ là ước mơ du lịch của cá muối, nói đi là đi ngay, muốn đi đâu thì đi đó nhưng dù đi đâu cũng phải nằm liệt. Về hành sáu vứt bé na một mình trong vương cung, Liêu Đình Nhạn ban đầu còn có chút áy náy tư mã tiêu lại nói để nó ở đó đi làm hoàng đế một khoảng thời gian tốt cho nó về sau làm hoàng đế mười mấy năm là biết nói chuyện số kiếp ở vương triều nhân gian tất nhiên có điểm không giống với số kiếp ở tu tiên giới ông lớn tư mã tiêu một thân một mình dùng nhưng cách thức đối kháng khác nhau để cho đạo lữ với lâu la ăn cho lên cấp vùn vụt tên đàn ông đáng sợ tư mã tiêu này cứ như phim kinh dị bệ hạ không biết từ lúc nào đã nhớ ra mình thật ra không có con dai, lại vẫn nuôi rắn đen như con dai. Cảnh tượng hắn tự vả mặt sau khi nhớ lại tất cả mà Liêu Đình Nhạn muốn xem không hề xuất hiện. Cô có hơi thất vọng, tiểu bệ hạ biến lại thành sư tổ khốn khiếp xong thì càng lúc càng làm ra vẻ. Cô hoàn toàn không nhìn ra được hắn có thẹn quá hóa giận hay không. Đến thần giao cũng không cảm nhận được, chỉ cảm nhận được toàn những thứ cô ngại nói ra. Gần đây Tư Mã Tiêu dễ chịu hơn nhiều, không còn cái cảm giác thù hằn lúc nào cũng có thể âm thầm bộc phát của sư tổ. Liêu Đình Nhạn cảm thấy chuyện này có liên hệ rất lớn tới việc chất lượng giấc ngủ được tăng cao của hắn. Có thể thấy ngủ đủ rất quan trọng thế nào đối với việc duy trì tâm trạng vui vẻ, đến cái tật cáo kỉnh mà cũng dần trị được. Gần đây bọn họ đã đến khu phía Tây ở khá rìa khu vực Tu Tiên mà trước kia chưa từng đặt chân tới, nơi này có mấy ngàn ngọn núi lớn nối liền nhau có mây mù và mưa ẩm ướt quanh năm, còn có vô số biển rừng và món ăn ngon không kể xiết. Linh khí ở đây không dày, còn kém hơn chút so với ma vực nhưng có vài tộc tu tiên đặc trưng, bọn họ không tu thuật pháp ngũ hành chính thống mà là linh vu thuật. Liêu Đình nhạn đến đây để ăn nấm nướng, thế nhưng ăn được một bữa nấm xong lại hơi khó chịu trong người, toàn thân nóng lên. Cô nằm trên giường nghi ngờ cuộc đời, cảm thấy có phải là mình đã trúng độc nấm rồi không? Nhưng mà cô đã là nhân vật có máu mặt rồi, còn chúng độc nấm còn con như vậy được sao? Nghe không hề tu tiên luôn ấy. Sau đó ngủ một giấc dậy, nhìn thấy dưới người mình có thêm một cái trứng. Liêu Đình nhạn hoang mang nhìn món đồ trong tay mình. Trứng? Đợi chút, cái trứng này, cái trứng có hoa văn đỏ này là gì? Từ Mã Tiêu Nhân lúc mình ngủ nhét vào chọc mình chơi đấy hả? Từ Mã Tiêu đúng lúc lúc bước vào liêu đình nhạn cầm cái trứng nóng ấm trong tay dơ về phía hắn ra hiệu trứng của ngài này lấy đi đi tư mã tiêu cầm quả trứng nhìn một lúc ngồi bên giường tung tung nàng với ta sinh đấy hả liêu đình nhạn hả hai con người sao lại sinh ra một quả trứng tỉnh đi ngài hoàn toàn không phải xả yêu đẻ không ra trứng đâu cô vẫn nghiêng về cách nghĩ là cái tên tư mã tiêu này nhây với mình cái tên gần đây nghịch không có vừa gì Tư mã tiêu nhìn tỉ mỉ cái trứng, bỗng nhiên gõ vào vách tường bên cạnh. Liêu đình nhạn đứng tim, buột miệng nói, trứng của ta. Vừa nói xong thấy sai sai lại sửa lại, trứng của ngài. Cái trứng kia chưa bị đập nát, vẫn còn hình trứng nguyên vẹn. Tư mã tiêu, hay là nàng ấp thử xem ấp ra được gì? Liêu đình nhạn không dễ dụ như trước nữa, nghe mà nghi ngờ, cảnh giác nhìn hắn, ngài biết thứ bên trong là gì rồi chứ gì? Tư mã tiêu bật cười, nằm bên cạnh cô, tiện tay ném trứng vào trong cổ áo cô. Liêu đình nhạn cảm nhận được quả trứng ấm nóng lục cộc rơi xuống bụng, lập tức móc ra nhét vào người tư mã tiêu, ngài muốn ấp thì tự đi mà ấp. Ta không làm. Tư mã tiêu bắt lấy tay cô, ôm luôn cả cái trứng kia, nếu đã như vậy thì nướng lên ăn luôn đi. Trong lúc nói, bàn tay hắn xuất hiện một ngọn lửa trong suốt ánh lam phủ lấy cả tay liêu đình nhạn và quả trứng kia liêu đình nhạn đợi đã cái gì mà nói cái là đốt liền vậy lỡ đâu bên trong có vật sống thật thiêu chết rồi biết làm sao quả trứng trong tay cô đã bị thiêu nứt ra bên trong nở ra một ngọn lửa đỏ vừa xuất hiện là mắng mà nó cái đôi đạo lữ lòng lang dạ sói các ngươi lại muốn hành ông đây ông đây đúng là suối quẩy tám đời mới bị ép đi theo các ngươi. Không ngờ lại là đống lửa nhỏ chửi thề. Đúng là lâu quá không gặp. Liêu Đình Nhạn còn nghĩ nó đã sớm bị tư mã tiêu luyện hóa mất hết ý thức năm đó rồi cơ chứ. Dù gì cũng gần 20 năm rồi, có có được linh hòa nhưng lại chưa từng nghe thấy tiếng chửi thề cục xúc của nó. Cô vô thức nhìn sang tư mã tiêu, nhìn thấy vẻ mặt của hắn liền biết hắn nhất định đã sớm biết chuyện này. Những chuyện tên đàn ông này không nói với cô không chỉ một hai chuyện. Cái chuyện đáng tức nhất là gì? Hắn không phải cố ý giấu giếm, chỉ là cảm thấy chuyện này không đáng nói, không biết cả ngày nghĩ gì trong đầu. Vì thế nên thường thì cô đụng tới chuyện gì mới biết chuyện đó. Không biết hắn còn có thể dành ra được bất ngờ gì. Liêu Đình nhạn tóm chặt ngọn lửa díu dít, vứt vào người Tư Mã Tiêu, cái chuyện gì đây? linh hỏa vốn dĩ có thể xuất hiện ly thể. Từ mã tiêu gảy ngọn lửa chửi thề ra chỗ khác, chứng tỏ hiện giờ nàng đã hoàn toàn dung hợp được linh hỏa. Dù gì Liêu Đình Nhạn cũng không phải huyết mạch Phụng Sơn, năm đó hắn cưỡng ép cho cô kế thừa linh hỏa cũng không dễ dàng gì. Việc này cần một quá trình dung hợp lâu dài, trong dự tính của hắn thì đúng ra phải khoảng 30 năm. Có điều mấy năm nay bị linh hỏa của hắn dẫn dắt, hoàn thành dung hợp sớm hơn dự tính. Linh Hỏa dính trên một bên gối ngọc, hình như đã nén giận lâu lắm rồi, cũng lớn mật hơn nhiều, lớn tiếng nói, họ tư mã kia, ngươi có lương tâm không? Uổng công ta theo ngươi nhiều năm như vậy, ngươi vì một nữ nhân khác mà bỏ ta không thương tiếc, ngươi nhìn xem ta bây giờ bị rút nước thành cái bộ dạng gì rồi, tư mã ra các ngươi. Sao mà nghe sai sai vậy? Liêu đình nhạn, tôi làm phiền hai người quá, cáo từ. Cô đã hiểu ra, trước kia cô có được linh hỏa nhưng không thể tùy ý sử dụng như Tư Mã Tiêu, còn tưởng đâu là mình không có huyết mạch Phụng Sơn nên uy lực của linh hỏa mới giảm xuống, bây giờ xem ra là vì chưa dung hợp hoàn toàn. Giờ đây hoàn toàn dung hợp linh hỏa, cô lại ngộ ra rất nhiều điều, cảm thấy sức mạnh trong người mình lại tăng mạnh hơn nữa. Liêu Đình Nhạn, đột nhiên hiểu ra lúc đó Tư Mã Tiêu đã nghĩ thế nào trước tiên thì dọa những kẻ cầm đầu có thể đảm đương của ma vực và tu tiên giới sợ mất mật sau đó cho cô giao diện linh hòa lòe thiên hạ đợi đến lúc cô dung hợp linh hòa hoàn toàn uy danh hắn để lại chắc cũng không còn làm những kẻ mưu mô kinh sợ được nữa thế nhưng lúc đó cô đã hoàn toàn dung hợp linh hòa cũng không có gì để sợ nữa hết hắn sắp xếp thật sự rất chu toàn còn chu toàn hơn cô vốn nghĩ liêu đình nhạn giữ lấy ngọn lửa chửi thề không ngớt thu nó lại vào trong rồi nằm lại trên giường con người tư mã tiêu sao lúc nào cũng làm người ta vừa cảm động vừa giận hết vậy tên tổ tông thích dày vo người khác cô không lên tiếng tư mã tiêu líp nhìn cô kéo kéo tay áo chìa cổ tay ra trước mặt cô liêu đình nhạn phối hợp mở miệng cắn một phát lên cổ tay hắn hết giận rồi à tư mã tiêu sờ lên dấu răng dựa vào độ sâu để xác định độ giận lần này chỉ là giận bình thường thôi ừ liêu đình nhạn cảm thấy nếu lần nào cũng giận tư mã tiêu vì mấy chuyện này sớm muộn gì cô cũng thành cái khinh khí cầu bị thả trôi hơn nữa giận mệt lắm một lần còn được thêm mấy lần chịu không nổi vậy nên thôi kệ đi giận tí cho có lệ thôi khi không hai người lại thành ra cái cách thức như vậy liêu đình nhạn có dấu hiệu tức giận tư mã tiêu bèn nhấc tay đưa ngón tay cho cô cắn xả giận còn không thì để cô tự chọn chỗ cắn tùy thích có một nhúng tóc của hắn bị cô cắn cho lìa chìa giờ còn đang đung đưa dưới đuôi tóc hắn lâu lâu hắn sẽ lấy ra xem liêu đình nhạn hết tức ngồi dậy kiếm đồ ăn đồ ăn ngon là một phần quan trọng trong cuộc đời liêu đình nhạn vì thế mà cô không tiếc mai danh ẩn tích chạy đến đây tất nhiên là không thể chỉ ăn có một bữa đồ ăn ngon còn chưa ăn thì trước tiên đã gặp một em gái chua ngoa để ý sắc đẹp của Tư Mã Tiêu mà gây nhau với Liêu Đình Nhạn ngay trên phố. Liêu Đình Nhạn, mình không có giỏi cãi nhau. Vì thể cô thả ra ngọn lửa đã nén chửi thề rất lâu, tuy là lượng từ vựng mắng chửi của ngọn lửa này không nhiều nhưng ai nấy cũng đều biết tiếng con nít chói trang với tiếng khóc lóc oán than nói năng vô lý có thể đánh thắng mọi trận mắng. Em gái muốn dù quyến tư mã tiêu tối màu bịt tai chạy mất. Liêu đình nhạn ngồi đó ăn hai xiên nướng xong, cảm thấy quả thật không uổng một chuyến đi tới nếm thử mùi vị đặc biệt này nam nữ ở đây đều nhiệt tình lạ thường trên đường về liêu đình nhạn bị một tên đàn ông mỗ ngược mặt đầy dầu mỡ dù quến trai gái ở đây dù quến người ta đều toàn chửi thắng đánh thắng rồi cướp về ngủ chung luôn mới tính vậy nên thật ra liêu đình nhạn đã nhận được lời mời thách đấu của nam từ đó có điều y còn chưa nói xong thì đã bị thiêu thành cho trước mặt liêu đình nhạn liêu đình nhạn cô nghe thấy tiếng hét chói tai và đám người chạy loạn ở xung quanh nhìn thấy tư mã tiêu bên cạnh nhúc nhích ngón tay hắn cười lạnh cái mùi thù địch lâu ngày không gặp lại dâng lên lửa bập bùng khắp người giống y như đại ma vương lửa phóng ra biển lửa trên tam thánh sơn năm đó còn tưởng đâu là hắn hết nóng rồi giờ coi bộ chắc là lầm rồi đại ma vương huyền thoại của tu chân giới lại có người kế chuyển lưu đình nhạn tổ tông mau tém bớt bản lĩnh lại đi để ta để ta được không sau đó đại ma vương trong truyền thuyết biến thành hai tên liêu đình nhạn oan ức quá toàn là tư mã tiêu bêu xấu ta ly hôn là không ly được rồi chỉ đành để hắn bêu xấu cả đời ngoại truyện abo dù là khi nào ở đâu đều là mùi vị mà em yêu nhất Sao phiên ngoại là một mẩu chuyện lẻ độc lập không liên quan tới mạch truyện chính. Lịch Tân Tinh năm 451, Liêu Đình Nhạn theo người nhà từ trung bộ sao H2 chuyển đến sao Thủ Đô A. Vì bố cô đã lên chức, từ sĩ quan lên trung úy, còn anh lớn cô cũng lập được chiến công, vì thế cả gia đình cuối cùng cũng có tư cách chuyển đến sao Thủ Đô. Nhà họ Liêu có 7 người, bố mẹ Liêu, cặp đôi ao điển hình, còn 5 đứa con của họ bao gồm cả Liêu Đình Nhạn, toàn bộ đều là a. Liêu Đình Nhạn có anh chị ở trên, em trai em gái ở dưới. Khi xếp một hàng năm anh chị em lại với nhau thì người đứng thứ ba là cô không cao lớn khỏe khoắn như anh với chị, cũng không kiêu hãnh hoạt bát như em trai em gái. Vì thế bố mẹ Liêu thường hay than thở với cô: "Bé Ba à, con trông không giống a, giống B hay O gì hơn ấy." Cái gọi là A, B, O là ba loại hệ thống phân biệt giới tính lớn nhất hiện nay. A chỉ một nhóm người có lực chiến đấu với tinh thần vượt xa người bình thường. Chỉ cần là A, dù là nam hay nữ cũng sẽ là châu bò trong số các châu bò. O hoàn toàn ngược lại với A, lực chiến đấu hay thể lực đều không cao, còn thường nhạy cảm dịu dàng, thể chất trời sinh thích hợp sinh đẻ, sẽ nảy sinh tình cảm với A vì pheromone, pheromone có độ dung hợp càng cao, tình cảm của cả hai sẽ càng thắm thiết. Còn B thì chỉ là người bình thường, không có gì đặc biệt cũng không có pheromone, loại này chiếm phần lớn dân số hiện nay. May mắn được là một A có tố chất cao hơn người bình thường, Liêu Đình Nhạn đáng ra phải là một siêu nhân, dũng cảm kiên cường, thích tranh đấu, không bao giờ chịu thua như chị mình. Tiếc thay, không biết có phải vì linh hồn trong cơ thể này là một người khách đến từ địa cầu xa xôi hay không, vậy nên tính cách của cô hoàn toàn không phải A. Tóm lại thì những năm nay, anh chị em đều xấu hổ về cô cảm thấy con gà như cô làm nhục danh tiếng cao cấp của quần thể a. Liêu Đình Nhạn, ok, tôi trả việc gì? Họ đến sao thủ đô a chưa được bao lâu, bố Liêu đã đi thăm hỏi cấp trên, thực hiện xã giao cơ bản. Tối hôm đó, bố Liêu dắt theo con trai lớn dự tiệc về phấn chấn lạ thường, gọi mấy đứa con của mình tới, có một chuyện rất quan trọng cần phải nói với mấy đứa. Bố Liêu nói Thái tử của đế quốc đã đến tuổi dựng vợ gả chồng nhưng anh không tìm được đối tượng kết hôn nào có mức độ xứng đôi cao hơn 60% ở giai cấp thượng lưu. Nhìn thấy thái tử đã 24 tuổi rồi vẫn chưa tìm được đối tượng kết hôn thích hợp, hoàng đế không còn cách nào khác, chỉ có thể hạ thấp yêu cầu. Đến con cái xuất thân gia đình cấp úy quan cũng có thể có cơ hội tham gia vào tuyển chọn đối tượng kết hôn cho thái tử. Bố Liêu vui vẻ như thế là vì nhà họ có năm đứa con cặp sinh đôi nhỏ nhất vừa tròn 18, con trai lớn 25 tuổi, cả năm đều có thể có cơ hội trở thành Thái tử Phi. Ờm, vậy đấy, Thái tử đế quốc tư Mã Tiêu là một O, vì vậy anh phải tìm một A. Liêu Đình Nhạn nhìn cả gia đình hào hứng nói chuyện với nhau, nghe bố mẹ nói đến việc phải may quần áo mới, cảm thấy cảnh tượng cứ giống cô bé lọ lem, kiểu gì ấy. Liêu Đình Nhạn cực kỳ lười nhác tiêu cực với việc này, cô là một a hoàn toàn không giống a dựa theo tiêu chuẩn thẩm mỹ của các o bây giờ dù gì cô chắc chắn cũng sẽ không được chọn mang theo suy nghĩ đi để mở mang tầm mắt và ăn một bữa ngon nửa tháng sau liêu đình nhạn theo người nhà đi đến sảnh tiệc hoàng gia rộng lớn trắng lệ đây là một sảnh tiệc hoàng gia có tiếng ở sao thủ đô có sức chứa đến chục ngàn người cùng tham gia tiệc vừa bước vào liêu đình nhạn suýt nữa bị tia sáng lóe mắt kia chiếu cho đuôi cả mắt hơn trăm giải đèn thạch anh cực kỳ tráng lệ dài mấy chục mét, trần cong thủy tinh hình hoa dập trời, sàn nhà ánh kim soi được cả người. Âm nhạc du dương, đám đông quần áo chỉnh tề, giữa hai hàng sĩ binh thẳng tắp mặc quân phục hai màu đỏ và ánh kim, còn có các người hầu nhã nhặn luồn lách qua giữa quan khách, tạo ra cầu vồng nhân công trong sảnh. Liêu đình nhạn, hình như hơi lố thì phải. Hôm nay cô mặc một bộ đồ dự tiệc mới may, vì là một a nữ, không chọn váy mà hơi thiên về quần dài dự tiệc của nam nhưng thanh lịch nhẹ nhàng hơn liêu đình nhạn đã quen mặc áo phông rộng rãi có thế nào cũng không quen được eo bị xiết tới hoảng loạn cô nghĩ rằng hôm nay có thể nhìn thấy được chủ nhân bữa tiệc thái tử đế quốc tư mã tiêu trong truyền thuyết nhưng đến lúc tiệc sắp kết thúc nhân vật chính cũng chẳng thấy xuất hiện liêu đình nhạn nghe được chút tin hóng hớt trong lúc những người khác thì thầm to nhỏ nghe nói vị thái tử kia rất không thích cái kiểu tuyển chọn bạn đời quy mô lớn này nên không muốn tới tin tức của hoàng thất rất khó lan truyền đến tận bây giờ cô mới nghe ra hình như vị thái tử điện hạ kia không giống o truyền thống lắm anh chị em đều đã đang nói chuyện vui vẻ với bạn bè mới quen chỉ có liêu đình nhạn lại lạc bầy một mình cô đau đầu vì tiếng ồn ào ong ong trong sảnh muốn tìm một góc không có người ngồi nghỉ một lúc mày đi đâu đấy anh lớn cực kỳ nhạy bén liếc mắt sang liêu đình nhạn trả lời với khuôn mặt thật thà đi giải quyết vấn đề sinh lý anh lớn đi nhanh rồi về đừng có chạy lung tung tuy là tất cả mọi người trong nhà đều cảm thấy cái a của cô rất hữu danh vô thực khiến họ mất mặt nhưng ra ngoài vẫn sẽ dòm ngó cô kỹ càng tránh cô bị người khác ăn hiếp Nói ở một mức độ rộng lớn thì các A với Ham muốn bảo vệ bùng nổ trong nhà đều đối xử với cô như một B hoặc O. Chuồn ra khỏi tầm nhìn của người nhà, Liêu Đình Nhạn ngồi trên một cái bệ cửa bằng đá ở ngoài sảnh tiệc, ở đây khá hoang vu yên tĩnh, cô cuối cùng cũng có thể đờ đẫn ngồi xuống đây thở một hơi dài, tiện thể nơi lỏng cái eo bị siết chặt quá mức. Vào lúc này, cô phát hiện ở phía cái bóng ở một bên cái cột đá có một người đang đứng yên lặng cách cô khoảng 5 bước chân mặt mũi mờ mịt, dáng người rất cao, chắc cũng là A à đến sự tiệc. Hình như anh đã sớm ở đây, cả người u ám nhìn vào khóm hoa bên cạnh. Khóm hoa rất đẹp, hoa màu hồng Lady Forena, mùi thơm rất đặc biệt. Ờm, ngoài trừ hương hoa, còn có một mùi thịt nướng cực kỳ thơm ngon, cái mùi thơm thịt còn trên vỉ nướng rắc thì là tương dầu ấy. Liêu đình nhạn nhìn trước ngó sau, thắc mắc đầy đầu, ở đây còn có người nướng thịt hả? cô nhúc nhích cái mũi cảm thấy mình tự nhiên lên cơn đói ai mà ngờ được dạ tiệc này lại chỉ phục vụ rượu nước chứ không có cơm canh uổng công cô đi bụng không tới giờ người thấy mùi này càng người càng đói bạn có người thấy mùi thịt nướng rất thơm không liêu đình nhạn mon men tới bắt chuyện với người bạn cùng đồng cảnh ngộ trốn tới nơi thanh vắng người đó đứng trong bóng tối không nhìn rõ mặt nghe thấy trầm giọng nói thịt nướng Nghe có vẻ không vui lắm, chắc là không thích bị người lạ bắt chuyện. Liêu Đình Nhạn chỉ đành ngậm miệng nhưng người đó lại quay đầu sang nhìn cô một lúc, đột nhiên trầm giọng tặc lưỡi, ném cho cô một món đồ. Liêu Đình Nhạn cúi đầu nhìn, nhận ra là một bông hoa màu đỏ, cô trước giờ chưa từng nhìn thấy loài hoa này, dáng hoa trông như một ngọn lửa bừng cháy, mùi hương thoang thoảng khiến người ta vui vẻ thoải mái. Cô lại ngẩng đầu, người trong bóng tối không còn ở đó nữa liêu đình nhạn cảm thấy bông hoa đó vừa đặc biệt vừa đẹp đẽ cầm trong tay không vứt đi cứ cầm như vậy quay về buổi tiệc kết cục cả đoạn đường đều có người kinh ngạc nhìn cô đến cả người nhà cũng nhìn cô muốn lòi cả mắt ra ngoài liêu đình nhạn ban nãy mình nới đai lưng ra quên thắt lại lộ quần lót bên trong rồi hả sao ai cũng nhìn tôi vậy cô khó hiểu quan sát dây kéo quần của mình sao con lại lại cầm hoa hòa diễm Bố Lưu hỏi. Ban nãy lúc cô trốn đi, Đại Tổng Quản Hoàng Cung đã xuất hiện, thay Thái tử Điện Hạ lựa chọn 100 người lọt vào vòng 2, mà mỗi người trong số họ đều có một đóa hoa hòa diễm. Đóa trong tay Liêu Đình Nhạn chính là đóa số 101. Liêu Đình Nhạn nghịch người, vị lão Tổng Quản kia đã đi đến, hỏi cô đóa hoa trong tay từ đâu tới, ánh mắt đầy hoài nghi. Liêu Đình Nhạn, bà nãy ở bên khóm hoa ngoài kia có một người trẻ tuổi cho cháu. Chắc người kia cũng là một đứa con của trời được chọn chúng nhưng người ta không hề muốn làm thái tử phi, vậy nên tiện tay vứt đóa hoa này cho cô. Nói là được nhường, tư cách chắc không được đâu hả? Thế nhưng lão tổng quản cẩn thận xem xét đóa hoa trong tay cô, đột nhiên bật cười, ông hơi khom lưng, lập tức thay đổi sắc mặt, nhã nhặn thân thiện nói, ba ngày sau, Mời quý cô đây nhất định phải để chúng tôi đến đón cô đến hoàng cung dự tiệc." Liêu Đình Nhạn cứ như vậy vô duyên vô cớ lăn lộn vào được vòng hai, lại bước vào hoàng cung dưới ánh mắt phức tạp của anh chị em và bố mẹ. "Chắc cô đã tới trễ, lúc vào đã nhìn thấy đám a kia đang vật lộn với nhau, không biết sao bọn họ lại bắt đầu đánh nhau, đánh hết sức kịch liệt. Đứng giữa vòng chiến là một người đàn ông cao lều khều, tóc đen mắt đen, mặt nhếch nụ cười giễu cợt, mùi thù địch khắp người đánh cho mỗi người nhào tới một chùy lan ra đất liêu đình nhạn đứng cách xa vòng chiến nghe tiếng ầm ầm vang lên bên kia kinh hồn bạt vía đứng ngoài quan sát nghĩ thầm đờ cờ mờ vầy mới là a thứ thiệt này đúng là a khủng trong a cả cuộc đời này chưa từng gặp a nam nào a tới vậy cái khí chất này quá tuyệt vời rồi đấy cô chân mắt nhìn vị a khủng kia đánh nằm tất cả mọi người sau đó xoay xoay cổ tay sắc mặt u tối nhìn sang người duy nhất còn đứng trong sân là cô. Liêu đình nhạn vội vã lùi về sau hai bước, tôi nhận thua, đừng đánh. Đây có thể là hiện trường tỉ thí tuyển chọn thái tử phi, hiện giờ tuyển thủ này đã dùng ưu thế tuyệt đối giành được hạng nhất, xem ra vị trí thái tử phi không còn ai khác ngoài anh ta nữa, cô chỉ tới cho đủ số lượng thôi, đầu hàng tại chỗ vẫn thức thời hơn. Người bạn kia lại nghe mà không đáp, đi về phía cô, Liêu Đình Nhạn ngửi thấy một mùi thơm trà chanh mật ong bạc hà theo từng bước anh ta đi tới, cô lập tức cảm thấy hơi khát. Hôm nay cô ăn no rồi mới tới, cả dọc đường nắng noi nên cực kỳ có chút nước mát uống. A à, khổng tới gần cô hỏi muốn ăn thịt nướng không? Liêu Đình Nhạn nhận ra giọng nói này là người bạn tối đó vứt hoa cho cô. Liêu Đình Nhạn không muốn ăn thịt nướng, muốn uống trà chanh mật ong bạc hà. Bạn mới uống đúng không? Mình ngửi thấy mùi. Cô rất có ý chí sinh tồn thể hiện sự thân thiện của mình. A khủng im lặng dây lát, nắm lấy cổ tay cô, kéo cô tới một cánh cửa. Vậy thì đi, đi uống cái trà gì đó. Liêu đình nhạn. ùa đợi tí. Người hầu nở nụ cười mở cửa cho họ. Ông quản gia đứng sau cánh cửa nói với người bạn A khủng. Thái tử điện hạ, người đã chọn xong rồi sao à? người bạn a khủng của cô cao có mất tự nhiên kéo kéo cô cứ lấy cô ta đi liêu đình nhạn đợi một chút thái tử điện hạ anh ta là thái tử a khủng động trời là một o liêu đình nhạn vô thức quay đầu nhìn đám a bị đánh cho bẹp dí trong căn phòng đằng sau bọn họ là a giả hà cô lại quay đầu nhìn thái tử tư mã tiêu cao hơn mình không bên này có thể là o giả Cô cùng thái tử điện hạ uống trà chanh mật ong bạc hà như đang mộng du từ đầu tới cuối. Vị thái tử điện hạ kia uống chút trà, mặt mày chê bai, mùi vì gì thế này, gu của cô sao vậy? Nói thì nói vậy đó mà cũng uống hơn phân nửa một ly siêu to khổng lồ. Liêu đình nhạn lại được người đưa về nhà, ông quản gia nhã nhặn thân thiện nói với cô, chỉ cần độ xứng đôi của cô và thái tử điện hạ đạt từ 60% trở lên, cô sẽ trở thành thái tử phi. Tối hôm đó, cô nhận được tin tức, độ xứng đôi của cô và vị thái tử điện hạ kia là 100%. Người mẹ đa sầu đa cảm và dịu dàng như nước của Liêu Đình Nhạn xỉu ngay tại chỗ. Liêu Đình Nhạn, chấn động mẹ tôi. Độ xứng đôi thần kỳ này không chỉ làm bật hồn người nhà họ Liêu mà còn chấn động cả nước. Hoàng thất đã 300 năm nay chưa xuất hiện độ xứng đôi nào cao tới vậy, độ xứng đôi cao tới mức này, chứng tỏ hai người họ cực kỳ thích hợp cái kiểu mà chỉ cần gặp nhau là dính tiếng xét ái tình từ cái nhìn đầu tiên, đem lòng cảm mến từ cái nhìn thứ hai, định tình từ cái nhìn thứ ba ấy. Liêu Đình Nhạn, Hà, có Hà, tôi với anh Thái Tử Điện Hà mặt mày hầm hố đó có xảy ra tình huống thiên lôi câu địa hòa gì Hà? Cô ngờ nghịch hồi tưởng tới hai lần gặp gỡ với Điện Hạ Tư Mã Tiêu, suy xét lại thì nhận ra mùi thịt nướng mình ngửi thấy trong lần gặp thứ nhất với mùi trà chanh mật ong bạc hà trong lần gặp thứ hai chính là mùi pheromone của vị điện hạ đó. Ủa mà không, pheromone nhà ai mà còn biết đổi mùi nữa? Lần thứ ba gặp mặt, Liêu Đình Nhạn ngửi thấy mùi pheromone của thái tử điện hạ là mùi cúc kỳ Có thể là vì họ gặp nhau vào lúc trà chiều, lúc này cô không đói cũng không khát chỉ có hơi thèm ăn bánh quy mới ngửi thấy mùi pheromone như thế này cô không biết vấn đề là ở mình hay ở tư mã tiêu cũng có thể là hai người họ đều có vấn đề cũng như cô không ngửi thấy mùi pheromone của những o khác vậy tư mã tiêu ngồi đối diện cô đang phê một chồng công văn chính trị tờ giấy phát ra tiếng xoẹt xoẹt nặng nề dưới ngòi bút của anh cứ như sắp rách tới nơi ăn gì anh không thèm quay đầu hình như chỉ nói đại vậy Liêu Đình Nhạn nói lời từ con tim, cookie bơ. Hôm nay là mùi này sao? Từ mã tiêu ngừng bút, sao cô chỉ nghĩ tới ăn vậy? Nói vậy nhưng vẫn gọi cookie cho cô, đúng là ngon cực, cô ăn cả buổi chiều, ăn no rồi lại muốn kiếm chỗ đánh một giấc. Liêu Đình Nhạn rất tò mò từ mã tiêu ngửi thấy mùi pheromone của mình như thế nào. Sau đó thì bọn họ kết hôn, đến sau y hai hưởng tuần trăng mật, từ mã tiêu mới trả lời cô vấn đề này mùi của gió gió cũng có mùi hả anh ôm cô ngồi trước cửa sổ nhìn ra bầu trời sao mênh mông bên ngoài gió đêm nay mang hương hoa đây là một câu trả lời rất lãng mạn lãng mạn đến không giống anh thái tử bạo lực ngày thường lắm sau đó lưu đình nhạn nói đêm nay anh có mùi tôm đất thơm cay tư mã tiêu anh bật nội tuyến vô cảm căn dặn mang tôm đất thơm cay tới cho thái tử phi tôm đất được mang tới, tư mã tiêu chỉ vào đĩa tôm thơm nước mũi, nhìn thấy đĩa tôm đất này rồi chứ. Liêu đình nhạn, nhìn thấy rồi. Tư mã tiêu, có đổ bỏ cũng không cho em ăn. Liêu đình nhạn, độ xứng đôi cũng chúng ta là 100% thật hả? Có phải máy móc gặp sự cố tính sai rồi không? Sau đó lúc ở trên giường Liêu Đình Nhạn vẫn không thể nào tập trung, nhìn mặt anh chảy nước miếng tư mã tiêu suýt nữa hoài nghi mình chỉ là một con tôm đất thơm cay khổng lồ anh tối tăm mặt mày khoác áo ngồi dậy đi ăn tôm đất của em đi cuối cùng anh thái tử điện hạ sắp tới rìa bùng cháy vẫn phải ngồi xuống ăn với cô hai đĩa tôm đất mới hà giận liêu đình nhạn thấy ở bên cạnh thái tử điện hạ mình không giống một a giống một o hơn nói thật cô cảm thấy trên đời này không có o nào có thể a hơn thái tử điện hạ được nữa có khi a mà a hơn anh còn không có không chỉ cô nghĩ vậy hình như mọi người trong hoàng cung đều đối xử với thái tử điện hạ như một a à. ở bữa tiệc thường xuất hiện các a à vô thức tụ tập gần lãnh tụ thái tử điện hạ bằng lòng phục vụ thái tử điện hạ mạnh mẽ từ tận đáy lòng một nhóm các phu nhân o dịu dàng sẽ tự nhiên đến cạnh nói chuyện gia đình với liêu đình nhạn đợi lúc thái tử điện hạ hậm hực tới kéo cô đi từ trong đám o mọi người mới hoàn hồn ấy đúng rồi o chúng tôi đáng lẽ phải nhập bọn với thái tử điện hạ chứ các o tính tình hiền lành lại thích chăm sóc người khác nhìn thái tử mặt nặng mày nhẹ không dám không dám sợ rồi liêu đình nhạn về nhà thăm gia đình mẹ liêu lo lắng nắm lấy tay cô con của tôi gả cho thái tử điện hạ lâu vậy rồi con còn chưa mang thai biết làm sao đây liêu đình nhạn liêu đình nhạn mẹ con là a con không mang được mẹ liêu đột nhiên hoàn hồn đúng rồi ha con mới là a mà về lại hoàng cung liêu đình nhạn ôm một đĩa thịt bò khô nói với tư mã tiêu chúng ta nhất định phải sinh người kế tục sau tư mã tiêu cao mày khó chịu xử lý công vụ em hóng có thai hả liêu đình nhạn hay ghê tới tự thái tử điện hạ còn chưa giác mộ cô ăn mấy miếng thịt bò khô thái tử điện hạ cuối cùng mới nhớ ra anh nhìn cô đột nhiên sầm mặt xuống. Liêu đình nhạn ngồi trên ghế xoay đong đưa chân, ôm thịt bò khô cót két cách xa anh 3 mét. Liêu đình nhạn, nhoam nhoam nhoam. Từ mã tiêu gọi điện thoại cho viện nghiên cứu khoa học, bây giờ, lập tức, nhanh chóng chế tạo ra tử cung nhân tạo. Viện nghiên cứu khoa học, thái tử điện hạ, điều này không phù hợp với điều 321 pháp luật nước ta, hơn nữa chúng tôi là viện nghiên cứu khoa học, không nghiên cứu được mấy chuyện này, đúng ra phải tìm viện nghiên cứu sinh học. Bíp. Anh gọi cho viện lập pháp, ta muốn sửa đổi luật, bỏ điều số 321 cho ta. Viện lập pháp, hả? Thái tử điện hạ, điều này không phù hợp với quy trình. Sau đó, ai cũng không biết người thống trị cả đời độc tài đã sửa đổi vô số luật pháp đó đã thể hiện sự độc tài lần đầu tiên chỉ vì không muốn sinh con nhiều năm sau có phóng viên may mắn được phỏng vấn hoàng thất vị hoàng hậu duy nhất cả đời của vị hoàng đế độc tài đó được mời phát ngôn tất cả con cái của người đều được sinh ra nhờ vào tử cung nhân tạo xin hỏi người có cảm nghĩ gì liêu đình nhạn cảm ơn đã hỏi ta thấy cũng không tệ cảm tạ bệ hạ của ta đã cho nghiên cứu ra tử cung nhân tạo chứ không phải a sinh con thế nào vậy thì không biết có thể cho hỏi rốt cuộc thì pheromone của đại đế có mùi vị gì à câu hỏi này đã khiến người dân thắc mắc rất nhiều năm rồi liêu đình nhạn dù là khi nào ở đâu đều là mùi vị mà ta yêu nhất ngoại truyện ma cà rồng ta biết em vẫn sẽ còn quay lại chiếc xe buýt sắt ba tầng khổng lồ chở hai trăm người chạy trên quốc lộ không bóng người giữa rừng liêu đình nhạn nhìn qua khung cửa xe nhìn thấy hai hàng cây tuyết tùng dọc hai bên quốc lộ dọi màu xanh sẫm dưới sắc trời ảm đạm không khí ẩm ướt mưa vừa tạnh không lâu nước bốc hơi trên mặt đường sương mù trắng che lấp cả đỉnh ngọn núi phía xa dù là đang ngồi trong xe xung quanh còn có nhiều người như thế liêu đình nhạn cũng cảm nhận được cái lạnh thấu xương khí lạnh như có sinh mạng dán vào trong áo khoác dày của cô nắm lấy tứ chi của cô đặc biệt là chân lạnh đến sắp mất đi cảm giác cô nhìn quanh những người trong khoang xe Mặt mũi ai nấy đều tuyệt vọng suy sụp, khóe mắt đột nhiên nhìn thoáng được một con nai nhỏ chạy ra từ trong rừng phía bên ngoài, vội vã quay đầu lại nhìn. Quả đúng là một con nai nhỏ, đường rừng quốc lộ như thế này thường sẽ có động vật hoang dã qua đường. Cô vẫn còn muốn xem thêm một lát, tiếc là xe buýt đã chạy đi quá nhanh, chỉ một chốc đã không còn thấy tung tích con nai nhỏ tung tăng hoạt bát trên quốc lộ tối đen. Chồng cô không giống người đi làm huyết thực lắm lúc này rồi mà vẫn cười được. Một người đàn ông ngồi trước mặt cô không biết đã quay đầu nhìn cô lúc nào, giọng điệu châm chọc, đợi cô cống máu một lần là cô sẽ biết rốt cuộc mình đã lâm vào cảnh ngộ gì ngay. Liêu đình nhạn nở nụ cười xã giao giả tạo theo phản xạ, vâng, được, tôi biết rồi. Cô nói xong lại cảm thấy mình đúng là đã làm nô lệ công ty quá lâu rồi, phản xạ là nói được, đã nhận được, ban nãy suýt nữa đã lịch sự thêm một câu cảm ơn mau tỉnh lại đi, mày không còn là một đứa nô lệ công ty một tuần làm việc một tuần 72 tiếng thậm chí là tăng ca 7 ngày không kịp nghỉ nữa. Bây giờ mày chỉ là một người trưởng thành đáng thương xuyên không tới thế giới kỳ lạ, cuối cùng cũng có thể ngủ ngon một giấc rồi. Hôm qua cô vừa xuyên không tới đây, biến thành một người tên Liêu Đình Nhạn, sống trong một căn phòng 5 mét vuông lộn xộn nhỏ như cái chung. Trên điện thoại còn hiển thị cô có một khoản nợ siêu lớn vẫn chưa trả, bị đưa vào danh sách đen, bắt buộc phải vào kho máu trả nợ. Lượng thông tin quá nhiều, Liêu Đình Nhạn không kế thừa ký ức của chủ cơ thể này, thắc mắc đầy đầu, trong phòng cũng không có nhật ký hay sách hướng dẫn gì, chỉ có một tấm di thư, bảo rằng thế giới quá u tối, mong muốn xả vào lòng cái chết, hy vọng kiếp sau là một người giàu. Liêu Đình Nhạn, ừm, ai mà không muốn kiếp sau làm người giàu cơ chứ, nhưng mà chị em ơi, cô thiếu nợ nhiều tiền thế giờ đứt bóng rồi tôi khó lòng lắm á. Về thì lại không về được, còn biết làm sao nữa, kéo tới đâu hay tới đó. Sau đó thì sáng hôm nay, cô liền bị người ta đưa đi, hai nhân viên một nam một nữ hình như là nhân viên công vụ của thế giới này, chuyên phụ trách mang những người nợ khoản khổng lồ không trả nổi đến kho máu gán nợ. Có lẽ bọn họ cũng lần đầu tiên nhìn thấy người bị đưa đến kho máu không kinh hoàng, tuyệt vọng, đau khổ, vùng vẫy, còn hỏi họ rất nhiều vấn đề cơ bản như tư vấn kinh doanh. Tóm lại thì thông qua hai nhân viên công tác thái độ có thể coi là cũng ổn này, Liêu Đình Nhạn mới hiểu được sơ bộ thế giới này là cái gì. Đây là khu 98, còn gọi là khu huyết tộc, do đại công tước Ma Cà Rồng thống trị. So với khu 97 lang nhân hỗn loạn tà ác với khu 96 giao nhân, khu huyết tộc nhìn chung khá tự do mở cửa, chỉ là có một điều, Đặc điểm của nơi này có liên quan tới đồ ăn thức uống của huyết tộc. Người dân thường sinh sống ở khu 98 mỗi năm đều có nghĩa vụ hiến máu, mà không ít người không sống nổi sẽ lựa chọn bán máu. Thêm vào đó, nếu người thường mượn nợ ở đây mà không trả nổi hoặc phạm tội nặng đều sẽ bị yêu cầu trả bằng máu. Liêu Đình Nhạn, quả đúng là nợ máu trả máu người thật việc thật. Mà Liêu Đình Nhạn lại nợ quá nhiều, thuộc một trường hợp nghiêm trọng nhất. Hiện giờ cô gần như là cả người đều thuộc tài sản sở hữu tư nhân của huyết tộc mất rồi, bị đưa vào kho máu, quãng đời còn lại chắc sẽ ở trong cái kho máu như cái lồng đó, mỗi ngày rút máu cống cho những người bạn ma cà rồng đông đảo, cuối cùng biến thành người khô mà chết. Thường thì kiểu như cô vào kho máu sống được quá lắm 3 năm, chẳng trách chủ nhân cái cơ thể này muốn xả vào lòng cái chết, đổi lại là ai cũng chẳng muốn làm bịch máu. Nếu không phải Liêu Đình nhạn sợ đau không tự sát nổi thì cô cũng đã lựa chọn cái chết nhanh lẹ rồi. Có điều trước khi chết, cô muốn xem thử ma cà rồng trong truyền thuyết rốt cuộc trông như thế nào. Cô đến từ thế giới khoa học cơ mà, còn chưa mở mang kiến thức được về sinh vật thần kỳ của thế giới huyền huyễn này đâu. Trước khi nhìn thấy ma cà rồng, cô nhìn thấy kho máu sau này phải sống. Nói sao ta, trong một dãy nhà kho được bao quanh bởi rừng rậm từng nhóm đông người mặc quần áo xanh lam giống nhau, khiến cô nhớ tới mấy nơi kiểu trại chăn nuôi. Cô cùng cả xe mấy anh chị em mặt như đưa tang cùng bị sắp xếp đưa tới một nhà kho, tắm rửa thay đồ rồi ăn cơm. Trông mọi người đều có vẻ ăn không vô, chỉ có lưu đình nhạn động đũa. Cô không ngờ ở đây còn có cả bíp steak, vị ổn hơn mong đợi, còn có gan heo nướng, rắc một lớp mè, vàng vàng giòn giòn, thức uống là sữa bò. Cô ăn được một lúc, Nhìn thấy những người bên cạnh đều đang nhìn mình, lạ lùng nhìn sang. Cô đã không ăn gì cả ngày rồi, ăn chút rồi làm sao? Ông chú chia thức ăn với khuôn mặt người chết nhìn cái đĩa ăn loáng bóng của cô lại cho cô thêm một miếng gan heo nướng, còn châm thêm cả sữa cho cô. Ăn no rồi cô lại hơi buồn ngủ, mỗi người đều được đưa vào một phòng vách ngăn, Liêu Đình nhạn vỗ vỗ ga nệm màu trắng bên trong, xác nhận không có mùi gì lạ mới nằm xuống thiếp đi không biết đã qua bao lâu, có người tới lay tỉnh cô. Lưu Đình Nhạn mở mắt ra nhìn, có ba người, một người cầm máy lấy máu, một người bưng mấy chục ống máu, còn một người đàn ông trung niên trông như chấp sự mang mắt kính gọng vàng đứng ngoài nhìn vào như giám sát. Lưu Đình Nhạn thấy mắt ông ta hơi đỏ, tai hơi nhọn. À, đây là ma cà rồng sao? trông hình như chả có gì đặc biệt. Anh trai lấy máu cũng mang khuôn mặt vô cảm như người chết không nói với cô câu nào kéo lấy cổ tay cô lấy thẳng một ống máu nhỏ sau đó nhanh chóng rời đi liêu đình nhạn sắn tay áo trở mình ngủ tiếp nếu mà chết đi nói không chừng sẽ về lại thế giới cũ phải tiếp tục tăng ca vậy nên nhân khoảng thời gian này cô cứ ở đây ngủ bù đã ít nhất cũng được thoải mái tinh thần lúc trước tăng ca thiệt mệt quá trời phải sửa tới sửa lui phương án thiết kế sửa tới muốn tạ thế ngay tại chỗ ông khoa nam số máu tươi lần này đã được thu thập xong. Ừm, tôi ngửi thấy chất lượng máu của vài người cũng không tệ, đừng có mới mấy lần đã rút cho chết rồi đấy. Vâng thưa ông. Người đàn ông trung niên trông như chấp sự mang số máu tươi này ngồi lên máy bay có sơn huy chương tường sáu đỏ. Bọn họ phải bay trong vòng 20 phút, bay qua dạng núi cao cao bên cạnh, đến trang viên tường sáu ở phía kia dạng núi. Trang viên tường 6 là trang viên của đại công tước huyết tộc, người nắm quyền khu 98, một trang viên cổ kính bị bao bởi rừng thẳm bao la, lưu truyền từ ngàn năm trước không chút ồn ào náo động của thế giới, yên tĩnh vắng lặng như chủ nhân của nó. Kho máu cách trang viên tường 6 một dạng núi kia là kho máu lớn nhất khu 98, bên trong đều là những người đã qua sàng lọc, huyết thực đạt từ loại trung bình trở lên, còn được gọi là hậu hoa viên của trang viên tường vi. Tại khu 98 với cấp bậc nghiêm ngặt, đại công tước duy nhất của huyết tộc, nắm tất cả mọi quyền hút máu trong lãnh địa, máu tươi chất lượng tốt nhất trong kho máu cũng chỉ thuộc về một mình hắn. Vậy nên mỗi lần kho máu có máu mới, đều sẽ mang hết đến trước mặt đại công tước mặc hắn lựa chọn. Thế nhưng vị đại công tước này của huyết tộc có chứng ghét máu, đã nhiều năm không uống máu, vì vậy chuyện này bây giờ chỉ còn là hình thức chấp sự bên trong trang viên tường sáu nhận lấy số máu ông khẽ khịt mũi cảm thấy số máu lần này tốt hơn đợt trước một chút cứ con người mê đắm rượu ngon ấy huyết tộc của họ cũng theo đuổi thứ máu tuyệt vị hơn trong cả cuộc đời theo thói quen trước kia ông bước trong hành lang âm u qua hành lang xoắn ốc dẫn xuống lòng đất tới sau cánh cửa dây gai cao lớn ở sâu trong lòng đất đại công tước huyết tộc đang nằm trong cỗ quan tài gỗ đen huyền đại công tước đây là số máu mới lần này. Chấp sự cung kính dâng lên những mẫu máu mùi vị quyến rũ, đồng thời âm thầm nhẩm đếm. Thường thì ông sẽ đến đến 10, sau đó đại công tước sẽ không có phản ứng gì. Tiếp tới ông sẽ lui ra, mang đến cho các thành viên huyết tộc cao cấp khác lựa chọn. Lúc ông đếm tới năm, đột nhiên nghe chút động tĩnh khe khẽ, không kiềm được kinh sợ, đưa mắt nhìn qua lại phát hiện đại công tước có cử động bàn tay trắng bệch gác trên mép quan tài gỗ đen huyền, một bóng người mảnh khảnh từ trong bước ra, mái tóc đen dài như nước chảy tựa có sinh mạng, uyển chuyển lai động theo cử động của hắn. Chấp sự hoàng hồn, vô thức run rẩy, ông cảm nhận được áp lực đè nén mạch máu, sống lưng càng lúc càng cong, không dám nhìn thẳng vào đại công tước. Bóng người kia bị bóng đen bao lấy, như một bóng đen lướt qua không chút âm thanh, chấp sự nhìn rõ bàn tay trắng đến trong suốt kia cầm một ống máu đỏ tươi lên chấp sự đại công tước đại công tước tình nguyện nếm máu đã nhiều năm nay đại công tước mắc bệnh ghét máu đừng nói tới uống máu người thường dù là máu của các thành viên huyết tộc cao cấp dưới hắn hắn cũng không có hứng thú nếm thử vì điều này mà không biết bao nhiêu thiếu nữ ma cả rồng tan nát con tim chấp sự lòng đầy kích động vô thức ngẩng đầu nhìn ông nhìn thấy một khuôn mặt tuyệt mỹ mà trắng bệch, đại công tước hơi ngẩng đầu, lộ ra cần cổ trong áo sơ mi đen, hắn nếm thử một ngụm máu, yếu hầu động đậy, đôi môi đỏ càng thêm đỏ hơn. Liêu đình nhạn ăn bữa ăn thứ hai trong kho máu, món ăn cũng như bữa đầu tiên. Cô vừa ăn vừa nghĩ, chắc không phải mai mốt ngày nào cũng ăn như vậy đâu nhỉ. Dù có ngon cách mấy, mỗi ngày ăn cũng rất dễ ngán ngược. Thế nhưng cô lại nghĩ lại, mấy trại chăn nuôi thường cũng chỉ cho vật nuôi ăn một thứ thức ăn thôi được thôi xem ra muốn một ngày ba bữa mỗi bữa đều không giống nhau là không thể nào được rồi cô quyết định đợi mấy ngày nữa mà vẫn ăn cái này thì hỏi ông chú chia thức ăn xem có thể đổi loại thức ăn gia súc à không đổi món khác được không cô nhận ra so với những người bạn tuyệt vọng khác tâm trạng của mình rất ổn có thể là do đã quen ở thế giới của mình Cô thường xuyên cảm thấy mình là một con bò, cần mẫn cặm cụi làm việc, mệt chết lên chết xuống, đến đây thì giống một con heo hơn, nằm ăn chờ chết, cũng không dễ so sánh kiểu nào khiến người ta khó chấp nhận hơn. Tiếc là chưa đợi được cô ăn hết đủ ba ngày ở đây, hôm đó đã có một chiếc máy bay vội vàng bay tới đây, dưới sự hạ lệnh của ba chấp sự mắt đỏ, mấy chục nhân viên vũ trang với mấy chục chị gái ăn mặc như nữ hầu sông vào vách ngăn của cô, chuyển cô lên máy bay liêu đình nhạn một mình cô bị nhét giữ một đám không rõ là người hay là ma cà rồng cảm thấy mình như biến thành hàng dễ vỡ bởi vì họ nhấc cả người cô đi chấp sự kia còn không ngừng nghiêm túc căn dặn họ phải nhẹ tay nhẹ chân chú ý không được dùng sức làm bị thương gì gì đó cô nhìn xuống từ cửa khoang máy bay mở rộng nhìn thấy mây mù bên dưới che lấp rừng tuyết tùng lạnh lẽo bầu trời ảm đạm gió lạnh gào thét vậy đám người này chắc chắn là ma cà rồng rồi đúng không? Người nào mà làm được ba cái chuyện ngồi máy bay mở khoang cho gió thổi lồng lộng như vậy? Cô lạnh cóng run rẩy, xuống máy bay là bị người khác khiêng vào một trang viên tử khí nặng nề đen kịt với tư thế khiêng bình hoa cổ. Sau đó cô lại được chuyển giao cho một nhóm các chị hầu gái khác, dùng nước lau chùi tẩy rửa, dùng vật dụng làm sạch ướp mùi. Bên tai Lưu Đình Nhạn như vang lên nhạc nền Trung Quốc trên đầu lưỡi. Cái kiểu nhạc nền lúc bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn ấy. Mấy người tính xử lý tôi một tí rồi ăn đấy hả? Cô ngỏ ý muốn nói chuyện với mấy chị gái nhưng họ đều không để ý tới cô. Liêu Đình Nhạn, tôi thấy là mình có thể tự rửa mông. Vẫn không ai ngó ngàng. Lúc cô bị người ta cọ rửa, đột nhiên nhớ đến lúc trước cùng bạn cùng phòng tắm cho chó của cô ấy, con chó cũng từng vùng vẫy thế này có lẽ cũng đã từng phát ra tiếng kêu gào như thế này nhưng cô không để ý tới nó, vẫn ra sức kỳ cọ, đây chắc là nghiệp này. Kẻ dừa người khác ắt bị người khác dừa. Cô bị nhóm các chị gái cọ dừa bóng láng, mặc vào bộ váy ngủ bằng lụa mỏng manh, sau đó bị đám hầu gái bạo lực lạnh lùng này đưa đến một căn phòng lót thảm dày dặn. Bọn họ cung kính không nói rời nào mà lui xuống, để lại một mình Liêu Đình Nhạn đi chân trần đứng trong căn phòng trống không. Trong phòng chỉ có một cái giường lớn, xung quanh mắc đầy rèm đỏ thẫm. Trong phòng cực kỳ u ám, có lẽ là vì rèm cửa quá dày, lại đều được rủ xuống, màu rèm đỏ sẫm thêm vào hoa văn đen huyền, khiến căn phòng quỷ dị lạ thường. Nhưng Lưu Đình Nhạn chẳng cảm nhận được gì cả, cô chỉ cảm thấy mình sắp bị đông chết rồi, mấy người ở đây không ai sợ lạnh, hình như cũng không cảm thấy là người khác sẽ sợ lạnh. Nhìn trước nhìn sau không thấy ai tới. Liêu Đình Nhạn chạy thẳng tới chiếc giường lớn ở giữa, kéo chăn nằm xuống. Biết làm sao giờ, cả căn phòng này chỉ có chiếc giường lớn này có chăn để ủ ấm. Cô không dễ dàng gì mới ấm lại được, hít một hơi dài, sau khi mắt thích nghi với môi trường xung quanh, cô mới phát hiện vẫn còn một người nữa trong phòng. Người đó đang ngồi trên một chiếc sofa lưng cao ở trong góc phòng, không thấy rõ mặt mũi, chỉ có một đôi mắt đỏ trong bóng tối đang chăm chú nhìn cô. Liêu Đình Nhạn, hít, cái chuyện ma bị thảm nhân gian gì vậy? Cô vén chăn che cả đầu mình, giống như lúc nhỏ xem phim kinh dị xong không dám ngủ. Căn phòng im ắng, Liêu Đình Nhạn vùi mình trong chăn nghĩ thầm, chắc mình không hoa mắt đâu nhỉ, sao cái tên ma cả rồng lúc nãy không phản ứng gì hết vậy? Nghĩ vậy, cô khe khẽ hé đầu, nhìn thấy đôi mắt đỏ cách mình trong gang tắc. Do khoảng cách quá gần, Liêu Đình Nhạn cuối cùng cũng nhìn thấy rõ dáng vẻ của tên ma cà rồng này, trông như công chúa Bạch Tuyết ấy. Da trắng như tuyết, tóc và mắt đen như mun, môi đỏ như son. Cô cứ nhìn như vậy, đột nhiên vô lý cảm thấy tim mình đập thật nhanh. Ngón tay của hắn rất lạnh, môi cũng rất lạnh, hắn không có hơi thở nhưng hơi trong miệng như ngậm nước đá. Cô bị bóp lấy ít hầu, tên ma cà rồng cô không biết tên họ thân phận này gián sát cô đầu mũi và môi quanh quẩn bên cổ cô. Cô không cách nào cử động, bị nâng cao đầu, sau đó hắn vùi đầu vào bên cô cổ, đột nhiên cắn lấy. Không hề đau, chỉ có hơi ngứa, Liêu Đình nhạn bỗng có chút hoàng hốt, cô chỉ cảm thấy mình như bị cắm vào rừng tùng trong tuyết. Mỗi người thấy mùi tuyết thanh khiết, còn có mùi cây tùng lành lạnh, nhẹ nhàng mà lạnh lẽo, cứ như cây tùng trong đêm, trong cái rét cắt xương còn xen lẫn chút yên tĩnh của đêm. Cô thất thần rất lâu, hoàn hồn lại thì thấy mình đang ôm đầu của tên ma cà rồng, tay để sau đầu nắm chặt tóc hắn, còn hắn thì đã ngừng hút máu, vẫn tựa bên cổ cô, thấu qua một lớp da mỏng, nhẹ nhàng ngửi lấy mùi máu ấm nóng. Liêu Đình Nhạn, u uôi, chất tóc siêu xịn luôn ấy. Công chúa Bạch Tuyết chất tóc siêu xịn là đại công tước huyết tộc, chủ nhân trang viên Tường Vi, kẻ nắm quyền khu 98, người đàn ông trên đỉnh huyết mạch của huyết tộc hắn luôn mặc sơ mi với quần dài đen khoác một lớp áo ngoài tới lui không chút tiếng động cô ngủ thiếp đi trên chiếc giường kia kiểu gì không biết lúc thức dậy đãi ngộ lại thay đổi tiếp ánh mặt nhóm chấp sự và các chị hầu gái nhìn cô đều rất phức tạp vừa ngưỡng mộ vừa ghen ghét vừa kính nể liêu đình nhạn không giải mã được cô không được đưa về kho máu nghe nói là được đại công tước để ý trở thành kẻ cống máu của riêng hắn đại công tước mắc bệnh ghét máu cuối cùng cũng tìm được lương thực vì thế thực phẩm quý hiếm liêu đình nhạn đã nhận được sự chăm sóc đặc biệt nhất thế nhưng ma cà rồng thật sự không biết chăm sóc người khác họ quá thiếu hiểu biết về con người ví dụ như về việc ăn uống cứ một loại duy nhất liêu đình nhạn rất nghi ngờ cứ ăn như vậy tiếp mình sẽ táo bón vậy nên đành yêu cầu cải thiện thực đơn chúng ta là thân thích của đại công tước một trong những nhánh địa vị cao nhất huyết tộc chúng ta sống ở đây từ đời này qua đời khác là người hầu trung thành nhất của đại công tước chúng ta chỉ phục vụ cho ngài mấy anh trai chị gái cực kỳ ngạo mạn dứt khoát từ chối yêu cầu của cô liêu đình nhạn ok tối đến công chúa bạch tuyết tới tìm cô liêu đình nhạn thử thủ thì thầm thì bên gối em muốn ăn chút thức ăn khác mấy món ăn vặt ấy được không đúng là đàn ông ăn no rồi là dễ nghe lời nhất công chúa Bạch Tuyết ôm lấy cô, lười nhắc ẩm ừ, giọng hơi ngà ngà, như là uống say vậy ấy. Liêu Đình Nhạn bị hắn ôm lấy cổ liếm cả buổi trời, thấy hắn uống quý trọng như thế, gần như liếm từng chút ít, cảm thấy người anh em này như đói thê thảm mấy năm nay rồi, còn không dám uống nhiều, sợ uống phát là hết. Xét thấy mình chính là cái món ăn đó nên không khuyên hắn ăn nhiều thêm chút nữa. Đại công tước nói một câu, Ngày hôm sau Lưu Đình Nhạn đã nhìn thấy một tốp đầu bếp trang viên, chuyên nấu ăn cho cô, một ngày ba bữa thêm trà chiều và đồ ăn đêm đều có, cô còn có thể gọi món, thực đơn cực kỳ dày, chí có thể để trên bàn mà lật, thức ăn ngon các khu đều được miêu tả tường tận, còn có cả hình minh họa. Không dám tin là đến bánh mì kẹp Tây An với ma lạt thang mà họ cũng chuẩn bị. Nơi này thật sự quá ẩm ướt lạnh lẽo, quanh năm u ám không thấy mặt trời. Liêu Đình Nhạn chịu lạnh không nổi, tìm mấy anh trai chị gái thương lượng, ở đây có nối điện được không? Lắp điều hòa hay máy sưởi gì được không? Thật sự lạnh quá đi mất, tôi mặc nhiều đồ vẫn lạnh. Họ nhìn cô với ánh mắt kỳ quặc, suýt nữa thét ra tiếng, cô nghĩ đây là đâu? Đây là trang viên tường sáu cổ kính thần bí đấy. Ở đây cả ngàn năm đều như vậy. Liêu Đình Nhạn, vậy tôi nói với Bạch Tuyết, với đại công tử nhé. Cô nhìn thấy trên mặt họ viết đầy con tiểu yêu tinh mặt dày chỉ biết tìm đại công tước nũng nịu này đáng ghét chết được. Sau đó Hàn Học làm cho cô một cái lò sưởi âm tường để sưởi ấm. Liêu Đình Nhạn, nhưng mà vẫn muốn có điện ghê. Đám người này thích ngày âm u, thích ánh sáng ảm đạm, nhưng cô lại thấy sống ở đây một thời gian, mắt sắp cận thị tới nơi rồi, cái môi trường ánh sáng này đúng thật tồi tệ. Vậy nên cô vẫn đã âm thầm lặng lẽ nói với công chúa Bạch Tuyết Hừm, đèn điện. Giọng hắn lười nhác, mang chút từ tính khiến tai người ta ngơ ngứa. Ừm đúng rồi, ngài nhìn thấy đèn điện chưa? Đẹp lắm ấy, còn có máy điều hòa nữa. Em thấy lắp cái hệ thống sưởi dưới sàn trong phòng ổn ấy, có thể đi chân trần. Nếu có cái đó, em không cần mặc giày như vậy ở đây nữa. Nghe cô nói không mặc độ giày như vậy nữa, đại công tước lười nhác nằm bên cạnh như con mèo đen gật đầu. Ừm, cũng được. Ủ chặt quá hắn không ngửi được mùi của cô nữa. rất nhanh đã có thợ lắp đặt tới lắp điện. ánh mắt đám ma cà rồng nhìn cô như cô giết cha mẹ họ ấy, còn làm dơ bẩn sự trong trắng của họ nữa. thế nhưng họ chỉ có thể nín nhịn cúi đầu. không ngờ cô lại thật sự dám làm vậy. đại công tước, sao đại công tước lại dung túng cô như vậy? liêu đình nhạn cũng không biết nhưng bắt đầu từ lần đầu tiên gặp mặt, người đàn ông đó đã rất tốt với cô muốn gì hắn cũng gật đầu, làm cô còn khá ngại, dù gì tới bố mẹ cô còn chưa chiều cô tới vậy. Ai ai cũng biết, con người ai cũng có lòng tham không đáy, có được một thứ lại tiếp tục muốn có nhiều hơn, vì thế sau khi trang viên tường 6 được lắp điện, lại lắp thêm cả internet, phòng của Lưu Đình Nhạn có thể vén lên tấm rèm nặng trịch, bật đèn sáng tỏ. Cô có thể nằm liệt trên cái sofa lười dày dặn cầm máy tính bảng xem phim chiếu mạng. Thèm trà sữa ghê trà sữa được đưa đến trước khi ngủ cô uống một ly trà sữa dưỡng sinh vui vẻ to bự người đàn ông kia ôm cô liếm vào cổ cô nếm thử chút máu rồi nói hơi ngọt liêu đình nhạn òm vậy lần sau em bớt đường trong trà sữa lại em có thể chọn cái mình thích liêu đình nhạn sờ lên tóc hắn vậy lần sau em uống ít coca để ngài nếm thử mùi nước ngọt có ga người đàn ông mỉm cười tiếp tục sâu sắc, Tham Lam lại mê đắn hít mùi của cô, có lúc Liêu Đình Nhạn cảm thấy hắn tốt với cô như chuyện gì đó quá sức hiển nhiên. Chắc là hắn không nỡ uống quá nhiều máu nhưng lại không thỏa mãn, liếm cổ xong lại thường xuyên liếm những chỗ khác, ví dụ như môi. Lần đầu tiên ôm ấp hôn hít với người đàn ông này xong, chuyện ấy lại thành như chuyện hiển nhiên. Đến sau này, hắn thậm chí còn thích hôn thẳng lên môi cô, sau đó lại cắn môi cô trong lúc quấn quýt liếm máu dướm bên trên. Mới ban đầu chỉ đêm hắn mới đến ôm cô một chập. Sau này thì buổi sáng hắn cũng sẽ xuất hiện, lúc cô liệt ra đó lướt lướt cười ha hả hắn sẽ ngồi ở cái ghế lưng cao cách đó 3 mét, dùng đôi mắt đỏ chăm chú nhìn cô, cả căn phòng đều cực kỳ sáng sủa, chỉ có góc hắn ngồi là u tối. Trông cực kỳ đáng thương, cứ như một bé mèo bị chiếm mất ổ, chỉ có thể âm thầm ngồi trong góc quan sát trong trang viên có một khoảng đất trống, phòng của Lưu Đình Nhạn vừa hay đối diện đó. Ở đó từng trồng rất nhiều tường sáu đỏ, cái tên trang viên tường sáu đã sớm có từ đó. Quản gia ở lâu nhất trong trang viên nói, thế nhưng tôi cũng không nhìn thấy dáng vẻ trang viên tường sáu nở hoa lần trước. Tối hôm đó, đại công tước đột nhiên nói với cô, muốn xem hoa tường sáu không? Mắt Lưu Đình Nhạn sáng rỡ, muốn xung quanh đây ngoại trừ tuyết tùng cao to thì rất hiếm thấy các thực vật khác nếu trong vườn có trồng hoa thì quá hay rồi cô nói rồi liền nghĩ tất cả các khoảng đất trống của trang viên tường sáu đều trồng tường sáu đỏ đến lúc hoa nở cánh hoa đỏ tươi nối nhau thành một khoảng hương hoa ngào ngạt bao phủ trong đêm đến nằm mơ cũng ngửi thấy mùi thơm liêu đình nhạn mơ thấy một giấc mơ trong mùi tường sáu ngào ngạt này cô mơ thấy mình biến thành một người con gái ở rất lâu trước đây cô cũng sống trong trang viên cô nói với người đàn ông trong mơ mấy bông tường sáu đỏ này có làm đồ ăn được không sau đó cô và người đó cũng đi quanh bờ tường tường sáu đỏ hôn lên đôi mắt đỏ của người đó giấc mơ cứ liên tiếp ngoài giấc mơ này vẫn còn một giấc mơ khác trong giấc mơ đó cô lại biến thành một người con gái khác chỉ là hình như thời gian sớm hơn một chút lúc đó cô cứ nghĩ không có mạng rất khó sống đồ ăn cũng rất ít loại Đại công thức mới hỏi cô mạng là gì, lại hỏi cô muốn ăn gì. Tường sáu đỏ nở hai lần trong giấc mơ của cô. Liêu Đình Nhạn ăn rất nhiều món ăn làm từ hoa tường vi, bánh hoa trà hoa gì đó, ăn đến nỗi cả người cô toàn mùi tường vi, hình như người đàn ông cũng hơi chịu không nổi. Tối đó lúc áp gần cổ cô liền hát hơi, chọc Liêu Đình Nhạn cười tới nửa đêm. Dần dần, tất cả ma cà rồng trong trang viên đều biết. Đại công tước bị một phụ nữ loài người mê hoặc, hết mực nôn chiều cô. Có ma cà rồng bất mãn với điều này thử giải quyết Liêu Đình Nhạn lại bị đại công tước xé thành mảnh vụn, cảnh tượng hung tàn đó khiến Liêu Đình Nhạn càng sống ở đây nhàn hạ hơn, bởi vì không ai dám đụng tới cô. Sau này, trong lúc cô rất yếu ớt, sắp chết đi, cô nhìn thấy người đàn ông ngồi trước mặt và khoảng tường sáu đỏ rộng lớn bên cửa sổ sau lưng hắn ngài làm thế nào để nhận ra em đây? Cô lẩm bẩm hỏi. Ta sẽ nhận ra. Hắn nói xong, cúi người, hút một ngụm lớn máu trong người cô. Hoa tường sáu bên ngoài heo úa trong một đêm, đại công tước ôm cái xác mất đi toàn bộ máu, men theo cửa hành lang dây gai, lại lần nữa đi vào tầng hầm đen ngòm, ánh đèn lần lượt ảm đạm, không còn sáng tỏ như trước nữa. Trang viên tường sáu lại về trong tĩnh mịch ta biết em vẫn sẽ còn quay lại có lẽ là sẽ vào rất lâu về sau nhưng cuối cùng cũng sẽ quay lại ngoại chuyện người cá bên bờ biển đêm người cá hát cho cô nghe một cô gái mặc bộ váy dài thả bước trên bãi cát bóng lưng cô nhỏ bé và yếu ớt lúc trông ra mặt biển có chút cô độc và lẻ loi có điều chỉ là bên ngoài trông như vậy mà thôi liêu đình nhạn trông ra mặt biển đằng xa nghĩ thầm không biết hôm nay thím châu sẽ nấu gì ăn sáng nay thấy bà ấy mua mực chắc là hầm canh nhưng mà đúng ra thì mực nướng ngon hơn tức ghê nếu như không phải là do mới đến thế giới này chưa được bao lâu không được tùy tiện thay đổi thiết lập nhân vật thì cô đã thẳng thừng đòi ăn mực xào cay rồi tối qua vừa có một trận mưa lớn nửa đêm còn nổi gió to cả đêm không ngừng lúc này bên bờ có vài cái vỏ sò cá nhỏ tôm nhỏ vụn nát đều là bị sóng lớn đánh vào đêm qua. Liêu Đình Nhạn cứ nghĩ tới bữa trưa, đi càng lúc càng xa bên bờ biển. Sau đó, cô nhìn thấy một người cá ở sau mỏm đá ngầm. Người cá? Sao trên đời lại có người cá? Người cá thật sự tồn tại sao? Liêu Đình Nhạn kinh ngạc lùi về sau mấy bước mới nhớ lại, nếu mình đã có thể xuyên không đến thế giới này, vậy thì thế giới này có tiên cá tồn tại cũng đâu có gì lạ cô nhích tới, nhận ra hình như người cá đã chết, không hề nhúc nhích, vải cá trên đuôi sắp cạn khô có màu như lông công, xanh lơ có ánh lam, nếu có ánh sáng chiếu tới, chắc trông sẽ đẹp lắm, có cái bây giờ vì khô cạn mà hơi ảm đạm. Lẽ nào là bị sóng lớn đánh lên bờ hôm qua sao? Liêu đình nhạn coi người cá như cá heo mắc cạn gì đó, cân nhắc xem mình có nên báo cảnh sát không? Cô mang tâm thế thận trọng như quan sát sinh vật nguy hiểm chậm chậm tiến đến nhanh chóng sờ vào cái đuôi kia liêu đình nhạn mình sờ được đuôi người cá được rồi màn xuyên không này quá xứng đáng cô sờ sờ một lúc người cá vẫn không động đậy bắt đầu lớn mật hơn đi sang bên kia nhìn mặt người cá mái tóc như rong biển của người cá che khuất mặt bên trên còn có quần ít rong liêu đình nhạn nhìn không rõ cẩn thận tỉ mỉ vén mái tóc dài đen huyền ra đúng là một chàng tiên cá khuôn mặt cực kỳ tuấn tú, trông như thế này chắc chắn là một người cá tốt, nếu đã chết rồi thì thôi vẫn không nên báo cảnh sát vậy, để người ta yên nghỉ trong lòng biển đi là được rồi. Liêu Đình nhạn lại sờ tóc, vây đuôi, ngực của người ta một hồi, tò mò xong xuôi mới kéo chàng xuống biển, cơ thể này của cô bây giờ kém hơn trước đây một chút, kéo không nổi một người cá lớn thế này, giữa đường phải nghỉ mấy chập, để dễ kéo hơn, cô đành phải ôm lấy cánh tay người cá để lồng ngực chàng ép sát mình nhiệt độ lạnh băng khiến cô càng quả quyết hơn rằng đây là một người cá chết uồng ghê cuối cùng cô cũng đến được biển đang nghĩ xem thế này đã đủ sâu chưa đột nhiên cảm thấy người cá trong tay nhúc nhích tiếp đó tay cô nhói lên người cá bỗng nhiên đâm xuống biển liêu đình nhạn bị một cánh tay kéo lấy đi theo xuống biển cô còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đã bị người cá kia cắp lấy đi sâu vào dưới biển người cá đã bị sờ cho tỉnh chàng cảm nhận được người mình bỏng lên vì mất nước đặc biệt là ở phần đuôi gió biển như con dao cứa vào phần đuôi khô cạn đau đớn chàng bị gió lớn đêm qua thổi quật vào bờ sơ suất ngất đi không ngờ lại ngất đi lâu tới vậy chàng đã quen với việc dạo chơi trong sóng to gió lớn nhưng lần đầu tiên lại xui xẻo như thế không ngờ lại bị đánh vào bờ chàng không mở mắt vì cảm nhận được hơi thở của người lạ bên cạnh đó là con người. Sát ý trong chàng bỗng cuồn cuộn nổi lên, chỉ là mất đi sức lực, đành phải yên lặng ẩn nấp. Con người kia cẩn thận tỉ mỉ sờ đuôi chàng, lại chạm vào tóc chàng, động vào vây tai chàng, khiến chàng nghe rõ mồn một hơi thở hồi hộp đè nén. Là một con người rất yếu ớt nhỏ bé, người cá khẽ động ngón tay có vút sắc bén, cân nhắc xem có nên dứt khoát xuống tay giết luôn con người này hay không ngón tay của chàng chắc có lẽ có thể rạch đứt được ít hầu hoặc là móc thổng bụng cô ta thế nhưng chàng không ngờ con người này lại ôm chàng về lại biển con người gặp người cá trước giờ đều muốn bắt đi nhưng người cá bị đưa đi trước giờ đều không có kết cục tốt điều này chàng hiểu rất rõ nhưng ánh mắt con người ốm yếu nhỏ bé này nhìn chàng không có sự tham lam nhẹ nhàng chạm vào tóc và đuôi chàng giống như mấy con cá nhỏ dưới nước tò mò bơi tới gần chàng vậy khiến sát ý trong chàng bỗng chốc lại lặn xuống chiếc đuôi khô cằn đau đớn đụng được nước nước biển thanh mát bỗng chốc lại khiến chàng thấy thoải mái vào thời khắc đó người cá đắm mình xuống nước tiện thể kéo theo con người kia đi cùng vào lúc đó chàng nghĩ muốn kéo con người này xuống biển để dìm chết vì thế chàng kéo chặt lấy cô ấn cô xuống nước hình như cô đã bị dọa cho chết khiếp mở to hai mắt nhìn chàng váy trắng trôi lềnh bềnh trong nước miệng nổi ra vài bóng nước miệng liêu đình nhạn ỏng ọc nổi ra vài bọt nước cô thấy mình sắp chết rồi thầm chửi thề một tiếng người cá này đang câu cá hay đi săn vậy có phải hắn ta cố ý nằm đó không trông mặt mũi ẻo là thế mà sao có thể làm ra chuyện mặt dày vậy ở đây có cá muốn giết người có ai can thiệp không vậy dưới biển là lãnh địa của người cá Chàng muốn giết cô là chuyện dễ như trở bàn tay. Liêu Đình nhạn nghĩ tới mình mới xuyên không tới đây chưa được mấy ngày, còn chưa kịp hưởng thụ căn biệt thự lớn bên bờ biển, còn chưa kịp tiêu mớ tiền khổng lồ trong tài khoản, chưa nếm được mùi làm quý bà sang chảnh. Lòng bỗng nổi giận, cô vùng vẫy chống trả, nắm được mớ tóc đen dài như rong biển của người cá kia, không thèm nhìn khuôn mặt ẻo là cáu kỉnh nổi điên của người kia mà cắn lấy mặt chàng. Sau đó tự cô cũng sặc món chết trước khi ngất đi liêu đình nhạn gào thét trong lòng tôi mà chết ấy là tôi chúc anh cả đời không kiếm được vợ đồ cái thứ người cá ẻo là xảo quyệt chắc lời nguyền rủa của cô đã có hiệu nghiệm cô phát hiện mình vẫn chưa chết tỉnh dậy trên một bờ biển hoang vắng liêu đình nhạn ướt nhẹt toàn thân hắt hơi một cái hoảng hốt nhìn quanh khắp nơi đờ cờ mờ đây là đâu đây hình như là một hòn đảo còn là một hòn đảo rất nhỏ Cô đi vòng quanh mép chỉ mất khoảng mười mấy phút. Vậy là muốn cô sinh tồn trên hoang đảo đấy hở? Cô liếc nhìn bàn tay trắng trẻo mềm mại của mình, đây có phải là sinh tồn nơi hoang đảo đâu, sinh tồn ở tuyệt địa ấy chứ. Trong tích tắc cô liền nằm ra bãi cát. Mệt ghê, biết vậy hồi nãy chết mẹ đi cho rồi. Cô nằm xuống chưa được bao lâu đã có người phun nước lên người cô. Liêu Đình Nhạn ngồi dậy, nhìn thấy người cá ẻo là ở phía biển cách đó không xa, chàng cầm một con cá bụng tròn vo trong tay, bóp bụng cho cá phun nước tới chỗ cô. Liêu đình nhạn, đờ mờ anh. Cô vóc một nắm cát ném về phía người cá, cát không ném xa được, nửa đường lại bị gió thổi vào lại. Tên người cá cao có ẻo là nhìn thấy thì nở nụ cười giễu cợt. Liêu đình nhạn, tôi nhận được bài học rồi, Lần sau có gặp sinh vật dị hợm thì vẫn nên báo cảnh sát trước Tự mình xử lý sẽ không có kết cục tốt Còn nữ hả, đủ rồi đấy Phun cái kêu kiêu, phun nước nghiện luôn rồi hả Xin lỗi con cá tròn vo trong tay mình đi Liêu Đình nhạn lồm cồm ngồi dậy Tức tối đi tới trước mấy bước rồi lại lập tức cảnh giác đứng lại Cái thằng ông nội này có phải đang khích cô qua đó rồi dìm cô nữa không Thứ người cá xảo quyệt khốn khiếp, không thể tin được Người cá hình như đoán ra được cô đang nghĩ gì qua sắc mặt của cô liền phụt cười, sau đó chàng giơ tay, ném một con cá khác dài cỡ cánh tay về phía Liêu Đình Nhạn. Liêu Đình Nhạn không né kịp, bị đập trúng kêu oai oái rồi lại cắm vào bãi cát. Cô vịn dậy nhìn con cá sống vẫn đang đập đuôi trên người mình, khó tin mở trừng mắt nhìn người cá, đờ cờ mờ dùng con cá to thế này làm vũ khí đập tôi. Sao không lấy đá luôn cho nó lệ này? Liêu đình nhạn tức bốc khói, hai tay túm lấy con cá đập về lại. Tiếc là cô nhắm không chính xác, chỉ rơi vào vùng nước nông. Cá lớn vừa về tới nước thì đã búng đuôi muốn chuồn, bị người cá cách đó không xa giơ tay nhanh chóng bắt được. Hình như chàng cũng có hơi tức, cao mày nhìn Liêu Đình Nhạn, lại lạnh mặt vứt con cá lên bờ bạch một tiếng. Lần này Liêu Đình Nhạn đã né được, cô nhìn con cá dưới chân, chống hông nghĩ lần này nhắm không tốt lắm đấy nhé có giỏi thì ném nữa đi, coi còn chúng được nữa không. Người cá nhìn ra được sự gây hấn của cô, mặt mày bắt đầu phức tạp, dù sao trên mặt chàng cũng đã viết đầy niềm khinh bỉ cái con người này có phải bị ngáo không. Chiếc đuôi xanh lơ ánh lam của chàng vẫy trong nước, cả người như một mũi tên mất tích trong làn nước biển. Chàng đi rồi, Liêu Đình Nhạn liền ngồi xổm xuống, cô ngồi trên bờ cát thở lấy hơi, Nhìn sang con cá suối quẩy cũng đang thở lấy hơi bên cạnh mình. Ừm, hình như đây là một loại cá cô từng ăn, mấy ngày trước Thím Châu có mua, hình như là khá đắt, cô nhớ là thịt khá ngon mà xương cũng ít, ăn sống cũng có vị ngon riêng. Hừm, ăn sống. Án. Liêu Đình Nhạn cuối cùng cũng phát hiện ra chỗ nào sai sai. Đúng rồi, nếu người cá kia muốn đập cô, sao lại không dùng đá mà dùng cá? không lẽ không phải là đập cô mà là mang cho cô ăn? Bị con cá suối quẩy nhìn bằng con mắt cá chết, Liêu Đình Nhạn cuối cùng cũng nhớ lại mùi vị, sau đó nắm lấy tóc mình mù tịt cả ra, không phải chứ, người cá cáo kỉnh quọ quọ kia muốn dìm chết cô mà, sao còn cho cô ăn? Cô còn nghĩ người cá kia sẽ bỏ cô một mình ở đây, thế nhưng thật ra chàng đã nhanh chóng trở lại, vẫn dừng lại ở vị trí kia, cách cô một đoạn, một người trong nước một người trên bờ. Người cá nhìn con cá dưới chân cô vẫn chưa suy xuyển, lại vươn tay vứt thêm một con nữa bên chân cô. Liêu đình nhạn do dự hỏi, cho tôi ăn hà. Cô nhận ra người cá không biết nói chuyện, chỉ là hình như chàng có thể hiểu cô nói gì, hừng nhẹ trong mũi, lại liên tiếp ném cho cô thêm mấy con cá. Hình như anh ta cũng không xấu lắm, Liêu đình nhạn hơi nhích tới nói lớn, anh đưa tôi về được không? Oái! cô bị một cái vỏ sò đập trúng đầu lúc nhìn sang người cá lại bơi đi mất liêu đình nhạn bắt lấy cái vỏ sò xoa xoa chán hét lớn a à, tức ghê á quỷ cá này làm gì vậy sau đó cô phát hiện trong cái vỏ sò có một viên ngọc trai tròn vo không phải cái vỏ vốn có của ngọc trai mà là một cái vỏ sạch sẽ đẹp đẽ bên trong được bỏ vào một viên ngọc trai lóe lên ánh sáng dịu mắt hồng nhạt liêu đình nhạn người cá đúng là khó hiểu ghê. Lúc chạm vạng, Lưu Đình Nhạn ngồi bên bờ biển, cảm thấy mình đói chết được, còn khát nữa, thế nhưng cô thật sự không ăn nổi mấy con cá sống tỏa mùi tanh bên cạnh, trên đảo cũng không có gì ăn được. Cô ngắm nhìn dáng chiều màu hồng sen xanh phía chân trời, nhìn thấy một người cá nhảy vọt lên từ dưới biển, chiếc đuôi xanh chim công ánh lam của chàng lấp lánh sáng lên dưới tia nắng cuối cùng, cực kỳ mơ mộng, cảnh tượng này cứ như trong một truyền thuyết nào đó liêu đình nhạn sững sờ một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn lòng hết sức cảm động đẹp quá trời quá đất sau đó người cá xích tới gần phun nước cho cô tỉnh chàng nhìn thấy những con cá vẫn chưa được động đến bên chân cô nhíu mày chỉ chỉ cái dáng vẻ đó cực kỳ ông này bà nọ như tổ tông nào đó chỉ điểm giang sơn ấy tuy là không nói chuyện nhưng liêu đình nhạn cảm thấy chàng đang nói ăn ngay cho bố có lẽ là vì cảnh tượng mới ban nãy cũng có thể là do tính cách xui khiến cô không thể cứ hồi hộp đâu được một chút là lại thong thả như cũ liêu đình nhạn đột nhiên nhấc cái váy đã khô hẳn bước vào trong nước trầm chầm, chầm tới gần người cá người cá không động đậy chàng tựa bên một mỏm đá ngầm nhìn cô hình như không coi con gà mờ như cô ra gì liêu đình nhạn tới gần chàng tôi cảm thấy anh là một cá tốt người cá nhìn cô bằng nửa con mắt gì? tuy là không biết nói nhưng cái tiếng gì thật sự tinh tế liêu đình nhạn đột nhiên đưa tay nắm lấy cánh tay của người cá khóc lớn tôi muốn về tôi sắp chết đói rồi a à, hu 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 cứu với người cá không ngờ cô sẽ đột nhiên òa khóc cắm xuống vùng nước bên cạnh định đi liêu đình nhạn ôm lấy đuôi chàng đưa em về đi anh cá ơi năn nỉ anh đó nếu không anh muốn cho em chết đói ở đây hay gì oa 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 em muốn về không biết có phải là do bị cô làm ồn tới mất kiên nhẫn hay không người cá chừng cô một lúc cuối cùng đưa hai tay ra nhấc cô ôm vào lòng cuối cùng luồn vào trong nước liêu đình nhạn nín thở nghĩ có phải là anh ta thấy mình phiền quá muốn dìm chết mình không hay là quyết định đưa mình về người cá bơi không sâu liêu đình nhạn nhìn thấy khuôn mặt trong nước của chàng làn da trắng lạnh với mái tóc dài như rong biển trong nước thật giống một con thủy quái mê hoặc con người. Cô nhanh chóng cảm thấy không nín thở được nữa, kéo kéo tóc người cá, sau đó người cá ôm lấy cô, vẫy đuôi đưa cô lên mặt nước. Liêu đình nhạn, phù, cô hít một hơi thật sâu, thấy rằng mình đã cực đúng, chắc anh ta không muốn dìm chết cô mà là chuẩn bị đưa cô về. Dưới bóng tối dần ảm đạm, một người cá ôm lấy cô, bơi trong biển lớn bao la xung quanh không thấy rõ đất liền trên trời đầy sao sáng người cô có thể dựa vào chỉ có một người cá không biết nói nỗi sợ bẩm sinh của con người với biển cả khiến cô chỉ có thể ôm chặt lấy eo của người cá mệt rồi thì đổi lên cổ tóm lại là ôm chặt lấy chàng không màng tất cả lo sợ bị chàng vứt bỏ nửa đường chiếc đuôi cá to lớn của chàng chuyển động trong nước có lúc sẽ nhẹ nhàng vỗ lên chân cô cô không nhịn được cúi đầu nhìn Vậy cá khép sát lúc ở trên bờ giãn ra dưới nước, đẹp tuyệt vời mà mơ mộng. Người cá đẹp quá đi. Cô không biết giờ là mấy giờ, chỉ biết sao trên trời càng lúc càng sáng, lúc cô suýt ngủ luôn dưới nước, cuối cùng cũng nhìn thấy bờ biển quen thuộc. Chàng thật sự đã đưa cô về. Liêu đình nhạn thấy mình đã lấy lại sức, phóng từ dưới nước lên bờ, sau khi tới bờ, cô quay đầu nhìn lại, người cá ở trong mặt nước tối tăm, Nhìn thấy cô nhìn sang thì lặn vào trong nước, vẫy cá vỗ mặt nước dưới ánh trăng, đánh lên một đóa bọt sóng. Liêu Đình Nhạn nắm viên ngọc trai tròn trịa trong tay, quyết định tha thứ cho người cá này. Có lẽ sau này sẽ không còn gặp nữa đâu nhỉ? Không gặp là không thể nào. Sau đó, cô lắp camera quan sát bên một mỏm đá ngầm, định bụng nếu người cá lại tới gần thì cô sẽ biết. Mới lắp chưa được mấy ngày, cô đã nhìn thấy người cá qua màn hình camera mặt chàng áp sát trước camera như là biết được gì chàng đứng trước camera dùng ngón tay sắc nhọn gõ cốc cốc vào màn hình cứ như gõ cửa vậy liêu đình nhạn nhìn qua màn hình camera cảm thấy mình như đang đối diện với anh người cá vứt một cái vỏ sò trước camera bên trong cũng có một viên ngọc trai tròn trịa liêu đình nhạn anh làm cái gì vậy người cá cứ cách mấy ngày lại tới một lần, chuyển động trước camera sau đó ném lại một món đồ trước camera, có ngọc trai, còn có hồng ngọc với ngọc thạch, thậm chí có cả dây chuyền vàng. Ủa giỡn, anh ta ở đâu ra vậy? Không lẽ tìm được trong mấy chiếc thuyền đắm dưới biển sao? Liêu Đình Nhạn không nhịn được mà suy đoán, một thời gian sau, người cá ném lại một cái hộp. Liêu Đình Nhạn đoán thử xem trong đó là gì, thật sự không nhịn được, chạy tới trước camera xem món đồ người cá cất công để lại kết cục cô vừa khom lưng đã bị một người cá từ dưới nước vọt lên kéo xuống biển trong khoảnh khắc rơi xuống nước liêu đình nhạn mắng thầm một tiếng đờ mờ lại bị tên người cá này lừa xuống nước thứ chàng cố ý để lại là mồi câu tiếc là biết ra quá trễ liêu đình nhạn bị người cá ôm đi trong nước nhìn thấy nụ cười ngạo mạn đắc ý trên mặt chàng ta chàng ôm cô bơi trong nước một lúc rồi thả cô lên bờ. Đúng là khiến người ta không hiểu rốt cuộc thì chàng ta muốn làm gì. Sau đó chuyện này lại xảy ra thêm mấy lần nữa. Liêu đình nhạn dù gì cũng hết sợ. Cô còn thấy khá là thú vị. Cô đã biết bơi, là người cá đã dạy cô. Tuy là đúng ra không gọi là dạy cô bơi được mà phải gọi là cố ý chọc chơi cho vui. Sau khi biết bơi, cô cảm thấy biển trở thành một khu vui chơi kỳ lạ đặc biệt khác thế giới trong nước bỗng chốc dần lộ rõ. Đáy biển có quá nhiều sinh vật kỳ lạ, dù ở khu nước nông thì cũng như một rừng thẳm dưới đáy biển. Liêu đình nhạn bởi theo một bầy cá đủ mọi màu sắc một lúc, phát hiện thấy một con cá lớn dài hơn một mét đang bơi tới, vội vã giật thoát bơi về, trốn sau người cá. Người cá ngoảnh đầu nhìn cô, hình như là đang chê bai cô nhát gan. Liêu đình nhạn không thèm quan tâm, cô nấp sau người cá, Đẩy chàng qua đó xem, người cá vừa nãy còn đang lười nhác, đột nhiên nhảy vọt lên, chàng nắm lấy con cá đó kéo về lại cho Liêu Đình Nhạn xem đã đời. Chàng giống như kẻ săn mồi hung tàn dưới đáy biển, những con cá nhỏ thông thường không hề sợ chàng nhưng một số loại cá lớn nguy hiểm thấy chàng là sẽ chạy mất. Liêu Đình Nhạn có một lần chơi vui quá chớn, rời khỏi người cá, một mình bơi ra phía biển sâu. Cô nhìn thấy một con cá mập ở đó, tưởng chừng như sợ chết khiếp đứng yên ở đó bất động chân mắt nhìn cá mập hung ác bơi tới đó là lần đầu tiên cô nghe người cá phát ra giọng nói giọng nói của anh hoàn toàn không giống với con người đó là một tiếng hét đặc biệt liêu đình nhạn nghe mà chóng mặt cả đầu con cá mập bơi về phía cô còn thảm hơn cô quằn quại đau đớn trong nước cứ như chúng phải công kích đặc biệt người cá nhanh chóng bơi tới mặt mày phẫn nộ đưa ngón tay sắc nhọn xé toạc bụng cá mập, máu tươi lan nhòe ra nước, trong chốc lát đã nhuộm đỏ một khoảng nước biển. Người cá ôm Liêu Đình Nhạn rời khỏi vùng biển đó, cô vẫn còn hơi chưa hoàn hồn, người cá tức tối nhìn cô kêu lên một tiếng, hình như đang lấy cô xả tức. Sau đó khi cô xuống biển bơi, người cá sẽ theo sát bên cạnh cô, thấy cô sắp bơi đến vùng biển sâu liền kéo chân cô về lại liêu đình nhạn không biết tình trạng của mình và người cá này rốt cuộc là thế nào dù sao cô cũng không dám nghĩ nghĩ là sẽ yêu đương khác loài mất cô nghĩ lại một chút cảm thấy trước đây khẩu vị mình không có mặn tới vậy nghĩ thế nào cũng không phải vấn đề của cô là vấn đề của người cá nếu chàng là một con người thì thứ cô thích đã là người rồi cô biết được người cá kia tên kiều chắc đại loại vậy ấy lúc cô hỏi tên chàng đã phát ra âm thanh đại loại là treo, theo suy nghĩ cá nhân, Liêu Đình Nhạn tùy tiện gọi chàng là Kiều. Sao, Kiều và Tiêu trong tiếng Trung đều đọc là treo, trong mạch truyện chính, tác giả còn hay bình luận ở cuối truyện chơi chữ tên của tư mã Tiêu, Si Ma Treo, là tư mã Tát Kiều, Si Ma Sa Treo, nói nôm na thì là tư mã nhõng nhẽo, tư mã nũng nịu tương đương tương đương. Kiều Kiều, a ha 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 mắc cười xìu Một đêm hè, Lưu Đình Nhạn mặc áo thun quần đùi, cầm theo bàn trải các thứ tiến tới bờ biển, vệ sinh cơ thể cho người cá. Sau khi thân thiết với chàng, Lưu Đình Nhạn cứ cách một khoảng thời gian đều sẽ vệ sinh cho chàng một lần. Nếu không vệ sinh những kẽ hở trên các phiến vải của chàng thì đôi lúc sẽ mọc ra một loại rong biển với các thực vật ký sinh, còn có cả kẽ hở móng tay nữa. Bụn máu thịt còn sót lại trong vuốt sau khi đi săn cũng phải được vệ sinh định kỳ quan trọng nhất là tóc. Lần đầu tiên Liêu Đình Nhạn gội đầu cho người cá còn gội ra được một con cá nhỏ, một con tôm với một con sao biển. Sao biển đó coi có được không? Liêu Đình Nhạn, trên người anh nuôi được cái hồ thủy sinh luôn rồi. Cô dùng dầu gội không mùi cho thú cưng để tắm gội cho anh, tắm xong lại thắt mái tóc dài của anh thành một cái bím dài. Sau đó cô vừa cọ kẽ đuôi cá vừa cười, công chúa tóc dài, ha 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 người cá lười nhác ngồi đó bóp con cá mập tròn phun nước vào cô liêu đình nhạn đã sớm chuẩn bị trước nhấc súng nước bắn trả liêu đình nhạn bão táp mới đã xuất hiện xịt, xịt 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 người cá bên bờ biển đêm người cá hát cho cô nghe chàng là một người cá rất kiêu ngạo bình thường không hề muốn cất tiếng lúc hát cho cô nghe cũng là lúc cực kỳ cực kỳ vui vẻ lúc ấy giọng hát của chàng còn dịu dàng hơn ánh trăng êm tai hơn tất cả mọi tiếng nhạc trên đời này. Trong tiếng hát của chàng, cô nghiêng người hôn chàng, thấp giọng nói với chàng, em chắc chắn rằng ở những thế giới khác mình cũng đã từng thích anh. Nếu không làm sao có thể dễ dàng bị chàng mê hoặc như vậy. Ngoại truyện vườn trường Hôm nay chúng ta cùng thưởng thức bài hành khúc đám cưới. Liêu Đình Nhạn có một người bạn trai, từ mã tiêu lớp 11A1, chỉ là mối tình này không ai hay biết. Một mối tình bí mật. Bạn trai tư mã tiêu của cô là một đại ca nằm trên hết mọi đầu gấu trong trường, hồi còn cấp 2 đã nổi danh, lên đến cấp 3 cũng danh tiếng lẫy lừng. Nếu mà nói tới đầu gấu thì cậu không hút thuốc uống rượu gây chuyện thị phi, là khách quen trên bảng danh sách phê bình như đám A9, thế nhưng càng khiến người khác hãi hùng, tránh xa 10 mét hơn là đám được gọi là đầu gấu đó. Liêu Đình nhạn học 11A5 không cùng một tòa học với lớp A1, một tòa nhà dạy học hình chữ U, lớp A1 bên trái, A5 bên phải, cách nhau một văn phòng xa vời vời. Liêu Đình Nhạn không thường nhìn thấy bạn trai bí mật Tư Mã Tiêu ở trường, ngày nghỉ ở nhà thì gặp nhiều hơn một chút, tóm lại thì mỗi lần cô ở với Tư Mã Tiêu thì thường ở cả ngày trời, trừ buổi tối đi ngủ ra, một ngày ba bữa đều ở chỗ cậu. Cô đi với danh nghĩa học tập, hơn nữa đồ ăn thức uống ở chỗ bạn trai thật sự ngon đến không cưỡng được. Không biết là do gần một năm nay ăn uống quá phũ phê hay là do phương pháp dạy học gắt gỏng nhồi vịt của tư mã tiêu thật sự hữu dụng mà thành tích năm 11 của Lưu Đình Nhạn tăng lên rất nhiều. Giáo viên nói chuyện với cô, muốn cho cô lên A1. Xét thấy trước đây rất ít khi có chuyện này xảy ra, Lưu Đình Nhạn cảm thấy đây rất có thể là do tư mã tiêu bày ra nhà đại ca có tiền có quyền có thế muốn làm mấy chuyện này rất dễ dàng chỉ là cần phải chọn một thời gian với lý do thích hợp liêu đình nhạn thầm nghĩ đúng là nhọc cho cậu ấy quá liêu đình nhạn không giống với tư mã tiêu gia cảnh nhà cô chỉ bình thường thành tích trước khi hẹn hò với đại ca cũng rất bình thường mối quan hệ cũng bình thường thuộc học sinh tầm trung trong lớp cái kiểu mà sau này tốt nghiệp xong học lớp thì các bạn rất có khả năng cao quên mất cô tên gì ấy rất mờ nhạt. Cô đột nhiên phải chuyển tới lớp A1, trong lớp ngoài bàn cùng bàn và hai bàn trước sau có hơi không nỡ. Đa phần những người khác đều tò mò, tò mò rằng sao thành tích của cô lại vượt cao nhanh tới vậy. Liêu Đình Nhạn, vì tình A1 là lớp chọn, thành tích của các bạn trong lớp đều đứng top, chắc là vì lý do này, trong lớp lúc nào cũng cực kỳ im ắng, mọi người nói chuyện đều cực kỳ nhỏ tiếng. Liêu Đình Nhạn chưa tới lớp A1 được mấy lần, lần nào cũng chỉ là đi ngang liếc nhìn, nhận ra ở đây dù là thời gian chuyển tiết cũng yên lặng hơn những lớp khác nhiều. Thế nhưng đợi đến lúc cô thật sự bước vào A1 mới nhận ra có gì đó sai sai. Các bạn A1 tử khí nặng nề, không giống với sự nhàn hạ của A5, cũng không lộng hành như A9. Đầu tiên là tiết mục sắp chỗ ngồi, sau khi chủ nhiệm hỏi ai đồng ý ngồi cùng bàn với cô, Phòng học lọt tóm trong im lặng, không một ai lên tiếng, các bạn người thì đọc sách, người thì viết bài, hoàn toàn không ai để tâm. Liêu Đình Nhạn, wow, lớp học sinh xuất sắc là lạnh lùng vậy đây hả? Liêu Đình Nhạn nhìn lấy một chỗ ngồi bên cửa sổ có ánh sáng đẹp nhất phòng, bạn trai mình hình như nằm ra đó ngủ mất rồi, bên cạnh cậu không có ai, vậy là cô tự giác tìm đường lui, thầy ơi, chỗ bên kia không có ai, em ngồi đó nhé vừa dứt lời gần như cả lớp đều không nhịn được ngẩng đầu nhìn cô ánh mắt hết sức phức tạp quái gở đến mức liêu đình nhạn còn phải nghi ngờ không biết có phải họ đã biết mình với đại ca hẹn hò hay không thầy ơi để bạn ấy ngồi với em đi à một bạn nữ vội lên tiếng liêu đình nhạn liếc nhìn người bạn trai hình như đã ngủ say ok cô ngồi bên cạnh bạn nữ tên tiêu ngọc nghe thấy bạn cùng bàn mới của mình nén giọng khuyên răn Cậu đến lớp mình phải để ý một chút, đừng có chọc tới cậu ấy, cũng đừng có làm ồn cậu ấy. Liêu Đình Nhạn, cậu ấy, không phải là đang nói bạn trai mình chứ? Tiêu Ngọc, lúc trước cậu học A5, không biết cậu ấy sao? Cô bạn lấy bút viết soạc soạc trên giấy ba chữ. Liêu Đình Nhạn nhìn sang, Tư Mã Tiêu, quả đúng là tên bạn trai cô. Bạn gái ngồi trước cô cũng quay xuống bĩu môi, cậu cũng gan thật đấy dám ngồi cùng bàn với vị đó đợi cậu ấy thức dậy nhìn thấy cậu chắc là vứt cậu ra ngoài được luôn ấy đụng tới cậu ấy là cậu đừng hỏng ở lại a một nữa tiêu ngọc muốn ở lâu ở a 1 quan trọng nhất là phải im lặng lúc cậu ấy ngủ đừng làm ồn nếu không sẽ xảy ra chuyện đấy bọn họ nói rất nghiêm túc liêu đình nhạn trột dạ cả một lúc lâu ờm đang nói về bạn trai cô thật đó hả Nói thật thì cô hẹn hò với đại ca nửa năm vẫn luôn thấy cậu ấy rất tốt tính, hoàn toàn không đầu gấu. Cô không ngờ được rằng các bạn lớp A1 lại sợ cậu như thế. Cô dáng phối hợp thấp giọng hỏi, cậu ấy sao thế? Tiêu Ngọc liếc nhìn cô không nói, tìm một mẩu giấy nhỏ viết cho cô. Liêu Đình nhạn thấy phía trên viết, nghe nói lúc trước có người cãi nhau trước mặt cậu ấy, bị cậu ấy tóm cổ ném xuống lầu ba, té gãy cả chân. Liêu Đình nhạn, mấy truyền thuyết này thường không đáng tin đâu nhỉ. Chắc vậy ấy. Đợi cô xem xong, Tiêu Ngọc lấy mảnh giấy lại, xé nhỏ bỏ vào thùng rác. Liêu Đình Nhạn, lố ghê, từ mã tiêu là rồng hung ác ngủ say gì đó hay gì. Cần phải dè dặt tới vậy hả? Cậu tưởng bình thường sao bọn mình lại phải im lặng tới vậy, nói chuyện cũng không nói được gì, tại cậu ấy ở đây chứ còn gì nữa, lỡ mà làm ồn tới cậu ấy Cậu ấy giận lên đáng sợ lắm. Liêu Đình Nhạn nhận ra các bạn học mới không phải bài xích hay có ý kiến gì với cô, bọn họ chỉ là bị con rồng hung ác ngủ say trong lớp dọa cho sợ mất mặt. Cô cũng đã hiểu được vì sao mỗi lần đi ngang qua A1 lại thấy họ im phăng phắc, thì ra không phải là học sinh xuất sắc ngang ngược mà là tiếng gọi của sự sinh tồn. Ai mà ngờ được chứ, các bạn lớp A1 trông thì sáng sủa đẹp đẽ, hoàn cảnh sinh tồn lại khắc nghiệt tới vậy với tư cách là người nhà con rồng hung ác cô thậm chí còn có chút hổ thẹn yên lặng qua được hai tiết liêu đình nhạn với các bạn cùng xóm mới cũng khá hòa thuận với nhau bao gồm cả bạn gái bạn trước nói chuyện lúc nào cũng có ý châm chọc một cậu béo đeo kính ở bàn sau đặc biệt là bạn cùng bàn cô bạn cực giỏi đại số liêu đình nhạn có câu không biết hỏi cô liền nhận được lời giải tận tình kiên nhẫn Cô nhớ đến cái dáng vẻ con rồng hung ác gầm rú khi tư mã tiêu dậy cô, cảm thấy chị bé quá là tuyệt vời. Trong giờ chuyển tiết thứ hai, đại ca tư mã chống đầu ngồi dậy trên bàn. Vào khoảnh khắc cậu ngẩng đầu không một tiếng động, gần như cả phòng học đều yên ắng dị thường. Liêu đình nhạn vừa quay đầu nhìn đã bị bàn cùng bàn kéo lại. Cô bạn thấp giọng gấp rút nói, đừng nhìn. Liêu đình nhạn bị hù cũng vô thức cúi đầu xem sách giống họ, im lặng như tờ. Liêu đình nhạn. Ủa, sao mình phải sợ? Mình ở nhà bạn trai còn dám ném gối vào cậu ấy, dám kéo tóc cậu ấy, còn dám nằm ườn trên lưng cậu ấy ngủ nữa mà. Từ mã tiêu như ngủ không ngon, cả người cáo kỉnh, vô cảm bước ra khỏi phòng học im như thóc. Một phút sau khi cậu ra khỏi lớp, cả phòng học ầm ĩ vang trời, tất cả mọi người cuối cùng đều khôi phục âm lượng trò chuyện bình thường. Liêu đình nhạn ngơ ngác với sự khác biệt trước sau, bạn cùng bạn của cô lại không lấy làm lạ đợi cậu quen rồi là ổn thôi chuyện thường ở lớp ấy vậy thì các cậu cũng vất vả quá rồi thật đấy tiết ba tư mã tiêu vẫn chưa về lớp trước khi đến tiết tư cậu đi vào phòng học xông thẳng về phía liêu đình nhạn liêu đình nhạn đang giải đề toán phát hiện xung quanh đột nhiên im lặng ngẩng đầu nhìn thì nhìn thấy khuôn mặt vô cảm ẻo lả của bạn trai tư mã tiêu sao cậu lại ở đây Liêu Đình Nhạn, mình đã ở đây học ba tiết rồi. Cậu còn giả điên, không phải cậu kiếm chuyện chuyển mình tới A1 hà. Từ mã tiêu cao mày, chắc tối qua cậu ngủ không ngon, mắt có chút tơ máu, lúc nào cậu ấy cũng không ngủ ngon, vì nên thường xuyên trông rất quạo quỏ. Từ mã tiêu ấn ấn chán, đưa tay gom sách trên bàn cô. Liêu Đình Nhạn nghe thấy bạn cùng bàn và bàn trước sau của mình đều khe khẽ thở dài, bàn sau thậm chí còn sợ đến nổi nhích phải cái bàn phát ra tiếng vang tư mã tiêu không để tâm mấy chuyện này cầm lấy sách cô đi về phía chỗ của mình vứt sách cô lên cái bàn trống không cạnh mình liêu đình nhạn không chút bất ngờ về chuyện vừa xảy ra cầm lấy bóp viết còn sót lại trên bàn bước qua trước khi đi còn mỉm cười gượng gịu với cô bạn cùng bàn đang há hốc thôi xong hình như sắp lộ rồi không gian chỗ tư mã tiêu cực kỳ thoáng đãng bàn trước bàn sau đều có ý thức chừa cho cậu một chỗ trống rộng rãi liêu đình nhạn cảm thấy các bạn trong lớp đều đang lén nhìn cô cô ngượng nghịu tẩy tẩy cục gom tẩy ra một mớ vụn xoắn ba phút sau tư mã tiêu quay đầu nhìn một vòng lớp đang nhìn gì đấy tất cả mọi người nhanh chóng cúi đầu liêu đình nhạn vứt tẩy đi cho tay xuống gầm bàn ra sức bấu vào tay cậu đại ca cậu như vậy thật sự rất giống mấy tên lưu manh áp bức người khác đấy. Các bạn lớp 11A1 đều phát hiện ra một bí mật, hình như đại ca trong lớp họ đang hẹn hò với bạn cùng bàn mới của cậu ấy. Vì thế, họ đặc biệt tạo một nhóm chat, ngoài trừ Tư Mã Tiêu và Liêu Đình Nhạn, 38 người còn lại trong lớp đều nằm trong đó. Tao thấy đại ca mò dưới hộp bàn ra một hộp sữa cắm sẵn ống hút để lên bàn Liêu Đình Nhạn rồi liêu đình nhạn còn sẵn tay cầm lấy uống nữa hả học bàn của đại ca bỏ mấy thứ như sữa từ bao giờ vậy tao cứ nghĩ là dưới đó phải để mấy thứ dụng cụ nguy hiểm như dao hay súng gì chứ qua được một lúc có người nhắn vào nhóm ban nãy liêu đình nhạn mới sờ tóc đại cả đúng không hình như là vậy ấy tao cũng thấy nè đù đại ca bị cô ấy sờ thức dậy rồi đại ca nhìn cô ấy sau đó không có chuyện gì xảy ra, đại ca nằm xuống ngủ tiếp rồi. Không có chuyện gì xảy ra, tao còn nghĩ bạn mới sắp bị đánh. Tao đã nói rồi mà, chắc chắn họ đang hẹn hò, dù là đại ca cũng sẽ không. Uầy, cậu ấy thật sự không đánh bạn gái sao? Có phải bạn gái hay không còn chưa biết đâu, nói không chừng là em gái cậu ấy đấy. 38 bạn học âm thầm quan sát, một khi có manh động là trong nhóm chat lại nháo nhào cả lên những cử động nhỏ liêu đình nhạn nghĩ là không ai thấy đều bị kính hiển sáu phóng to nổ trong nhóm chat đến giờ tự học buổi tối một đám người trong lớp ngoài mặt thì học hành chăm chỉ bên trong thì ngấm ngầm truyền giấy gửi tin cho nhau trong nhóm chat cũng thường xuyên có người cập nhật thông thường mà nói đại ca rất ít khi tới tự học buổi tối mà hôm nay cậu lại đến tuy là vẫn ườn ra bàn mà ngủ Cô ấy lấy tai nghe ra nghe nhạc, nhét một bên vào tai đại ca. Khá khen cho lòng dũng cảm. Vậy mà đại ca cũng nhịn được sao? Có chút âm thanh là cậu ấy cũng thấy phiền mà. Tụi bây nói tao nghe coi, có phải đại ca già không vậy? Cậu ấy là do người khác ngụy trang thành đúng không? Một năm trời rồi, tao chưa thấy lúc nào cậu ấy lại dễ chịu tới vậy. Nhóm chat 11A1 bùng nổ mấy hôm mới dần dần yên tĩnh trở lại chỉ là lâu lâu vẫn có người nhắc tới hai người kia. Bắt đầu từ lúc Lưu Đình Nhạn chuyển đến lớp họ thì cứ như mở ra trang sử mới ấy, lớp học yên ắng cả một năm trời đột nhiên xuất hiện cơ hội sống. Mới ban đầu là Lưu Đình Nhạn nói chuyện với người bên cạnh, cô không hề cố ý nén thấp giọng, nhờ sự dẫn đầu của cô, mọi người cũng vô thức không nén giọng nói chuyện nữa, lâu lâu ồn ào vô ý lớn tiếng, làm phiền đại ca rồng hung ác kia, bạn cùng bạn của cậu ấy đều sẽ phụ trách vỗ về. Lần đầu tiên phát hiện cô luồn tay dưới bàn lúc lắc tay đại ca làm cậu dịu xuống, cả lớp đều tưởng chừng như phát điên. Bạn gái của đại ca đúng là có thể làm gì thì làm. Tao cảm thấy cô ấy có thể có một cái tôn hiệu, gọi là dũng sĩ, dũng sĩ trong dấu ấn rồng thiêng ấy. Không, dùng kỵ sĩ rồng sát hình tượng hơn. Đờ cơ mờ, béo ơi mày ô uế quá tao thấy hai đứa bay đều ô uế kết quả đợt kiểm tra hàng tháng đầu tiên đã có liêu đình nhạn không ngoài dự kiến đứng nhất từ dưới đếm lên cô tự đã sớm dự tính được cầm bảng điểm nằm ườn trên bàn uể oải trước kia điểm số của cô cũng bình thường tuy đã được bạn trai kèm cặp nửa năm nhưng muốn trong thời gian ngắn đứng top trên của lớp học sinh xuất sắc thì còn hơi khó khăn làm gì mà mặt mày kiểu đó cậu thi không tốt là do mình dạy không tốt có liên quan gì tới cậu đâu tư mã tiêu tóm gáy kéo cô dậy nói như đúng rồi liêu đình nhạn nhìn các bạn bên cạnh phát hiện họ đều đang vùi đầu lướt đề hình như không nghe thấy câu bạn trai nói thầm thở phào nghĩ thầm đúng là một lũ học sinh xuất sắc chuyên tâm học hành không hóng hớt cô nhích tới gần tư mã tiêu thấp giọng nói tuần này tới nhà cậu học kèm toán hay anh văn hai môn mình đều thi không tốt Người bạn ngồi trước họ nhanh chóng móc điện thoại ra, dùng sách che chắn rồi lộc cộc nhắn tin vào nhóm. Tao mới nghe Lưu Đình Nhạn nói cuối tuần đến nhà đại ca. Tới nhà vậy luôn á. Lộng hành quá, muốn gì cũng được, cáo từ. Hết mấy đại ca yêu sớm toàn trắng trợn vậy luôn á hả? Cậu ta tưởng trường học là nhà cậu ta xây. À xin lỗi nha tao quên, đúng là của nhà cậu ta thật. Tiết học buổi chiều lớp sửa đề thi, giáo viên dạy toán đọc điểm, điểm danh phê bình, Liêu Đình Nhạn điểm toán thấp nhất đứng mũi chịu xào, đụng trúng lửa đạn của cô dạy toán. Cô giáo dạy toán này khá trẻ, vừa mới tốt nghiệp chưa bao lâu, nghe nói là học lực khá cao, còn là bà con của lãnh đạo trường. Cô đã dạy A1 được một năm, hình tượng nghiêm khắc đã khắc sâu vào lòng người, cực kỳ thích mắng nhiếc học sinh, cả lớp A1 ngoài trừ tư mã tiêu, gần như đều từng bị cô mắng thậm tệ điểm thấp hơn trước, sai câu cơ bản, nói chuyện trong lớp, đụng chúng lúc tâm trạng cô không tốt thì dù không có chuyện gì thì lên lớp cô cũng phải miệt thị một trận. Lúc trước có một nữ sinh chuyển khỏi A1 là vì không chịu nổi mấy lời mắng nhiếc của cô nên khóc lóc chuyển lớp. Cô giống như Tư Mã Tiêu, là một trong hai bóng ma tâm lý của lớp A1. Em có biết em kéo bao nhiêu điểm trung bình của A1 không? Cái điểm số của em sao đến được A1 vậy? tôi nói cho em biết em tới như thế nào thì tốt nhất cũng đi như thế ấy em coi đi em thi ra cái giống gì đầu óc em học cái thứ toán gì vậy hay sao em không về tiểu học học lại đi liêu đình nhạn lên lấy bài thi bị cô giáo này miệt thị cả buổi ném thẳng bài thi xuống chân cô cô khom lưng nhặt lên nghe thấy một tiếng rầm lớn vang lên từ đằng sau tư mã tiêu đạp tung cả bàn học Cảnh tường tiếp theo có thể được mệnh danh là thời khắc hỗn loạn nhất lớp A1. Đại ca nóng nảy đột một nổi điên. Đầu tiên là đi lên bục giảng đạp bay cả bệ giảng. Sau đó đập chồng bài thi lên người cô giáo đang gào thét. Chỉ ra cửa lớp bảo cô cút. Cô giáo dạy toán cảm thấy mất mặt. Miệng hùm gan sứa thét lên. Cậu nói chuyện với giáo viên như thế đấy hả? Từ mã tiêu lười nói nhiều với cô. Tiến lên trước chuẩn bị đá cô liền bị Liêu Đình Nhạn ôm lấy eo kéo về sau bình tĩnh bình tĩnh mình không có động tay động chân nha dáng vẻ của cậu quá sức đáng sợ khỏi nói tới mấy bạn bên dưới không ai dám cản tới cô giáo cùng chết cứng biến sắc người duy nhất có thể tới gần đại ca mà không bị cậu ấy đạp ra chỉ có liêu đình nhạn nhưng cô thân cô thế cô phải gồng hết sức mới cản được tư mã tiêu động tay động chân thế nhưng tư mã không chịu thôi còn kéo theo cô dùng sức đạp vào bàn tôi bảo cô cút thì cút đi cô cũng không cần đi dạy nữa đâu. Về nói nói chú cô, chú cô cũng không cần tiếp tục làm ở trường nữa. Cô giáo dạy toán biến sắc nhìn tên hỗn thế ma vương trước mặt rồi lại nhìn cả một lớp không ai đứng ra nói cho cô một tiếng, tức tối bật khóc chạy đi. Liêu đình nhạn đau đầu ôm lấy eo tư mã tiêu, vừa lôi vừa kéo cậu ra khỏi phòng, đi xuống dưới lầu trong ánh mắt chân chối của các bạn cùng lớp. Lớp A1 yên lặng một lúc, các bạn học bị bỏ lại ngơ ngác nhìn nhau. Uầy, đại ca với kỵ sĩ rồng giờ hiện trường đi đâu rồi? Tao thấy chắc hết gọi kỵ sĩ rồng được rồi, cảnh mới nãy chẳng phải là nổi giận vì hồng nhan, trong truyền thuyết sao? Hay gọi là trụ vương với dương quý phi đu? Hai người này không phải một đôi má ơi làm ơn im đi. Ủa mà họ đi đâu vậy? Hình như là vườn cây dưới lầu, một người bạn thò đầu qua cửa giò thám báo về hình như tao thấy họ hôn nhau rồi kìa đâu cho tao coi với quao wow, đang chải vút lông đó hả à? má ơi cơm chó tao ăn hơi no rồi á à? ngày hôm sau chủ nhiệm họ tuyên bố lớp đổi giáo viên dạy toán đổi thành một giáo viên già có kinh nghiệm giảng dạy hai mươi mấy năm giảng bài tường tận tuy là vẫn rất nghiêm khắc như cũ nhưng không mắng nhiếc người khác lúc tuyên bố đổi giáo viên cả lớp A một đồng loạt đứng lên vỗ tay, Liêu Đình Nhạn nhận ra toàn bộ đều đang nhìn mình với vẻ mặt cảm kích khôn nguôi. Liêu Đình Nhạn, mình không có làm cái gì hết trơn luôn á. Từ mã tiêu nghe tiếng ồn ào thức dậy cau mày, lập tức bị Liêu Đình Nhạn ấn xuống, cậu ngủ đi ngủ đi. Mỗi sáng họ đều chạy bộ, với Liêu Đình Nhạn mà nói, chuyện này còn đau đầu hơn cả toán, cô chạy rất chậm, chạy một vòng là phải thở lấy hơi lên cả buổi mà chạy xong cứ nhất quyết phải tập thể dục. Liêu đình nhạn mệt như con cá chết, không muốn nhúc nhích gì. Trước kia tư mã tiêu đều chưa từng chạy bộ với lớp, sau này liêu đình nhạn tới cậu cũng tới. Cậu cũng không chạy trong hàng mà ở cạnh liêu đình nhạn. Liêu đình nhạn chạy, cậu xài bước chân dài đi thẳng, vừa đi vừa chế rượu bạn gái chậm như rùa. Cậu còn chậm hơn con rùa rùa lười biếng kia bò nữa. Liêu đình nhạn, mình không cho phép cậu sỉ nhục rùa rùa, rùa rùa nhanh hơn mình nhiều. Các bạn học đang chăm chú quan sát sau này mới biết được rùa rùa là con pet rắn mà đại ca nuôi, Liêu Đình Nhạn nhắc tới nó là cứ như nhắc tới con trai. Tuy lúc cô chạy bộ, từ mã tiêu sẽ đả kích cô thê thảm nhưng Liêu Đình Nhạn vốn dĩ không giận cậu, chạy xong mệt quá cô sẽ nhìn trước ngó sau, nhìn thấy người khác đều đã đi thì lập tức ngồi ra đất, mệt quá đi đại loại là nhõng nhẽo ấy, tóm lại mỗi lần như thế, đại ca sẽ bế cô lên, cái kiểu bế em bé không hề mất sức ấy. Đám con gái lớp A1 sẽ ngầm lẩm bẩm đại ca thẳng quá, bế công chúa đâu, đờ mờ sao không bế kiểu công chúa. Đôi lúc hai người sẽ cúp thể dục buổi sáng, vốn những học sinh trốn thể thao sáng sẽ tụ tập núp trong vườn cây nhỏ nhưng từ sau khi đại ca cũng đưa Liêu Đình Nhạn ra đây, chỗ này đã trở thành thánh địa trốn thể thao sáng của riêng bọn họ có người lúc đi ngang qua đây nhìn thấy đại ca ngồi bên tường lướt điện thoại liêu đình nhạn nắm lấy tay cậu nằm trong lòng cậu nghỉ ngơi đáp áo khoác đồng phục của đại ca trên người hai người yên lặng ngồi ở đó tụi bây biết gì không đại ca biết mua đồ ăn sáng cho bạn gái có lộn không tao thấy đại ca còn không ăn đồ ăn cậu ấy còn không tới căn tin nữa hôm nay tao thấy rồi cậu ấy đã mua đồ ăn sáng còn mua một đống đồ ăn vặt nữa mấy thứ này chắc chắn cậu ấy sẽ không ăn tất nhiên là cho bạn gái rồi liêu đình nhạn xé một miếng kẹo cao su nhai nhóp nhép phát hiện bạn bàn trên đang khó hiểu nhìn chằm chằm thanh kẹo cao su trên tay cô cô chìa sang cậu muốn ăn không bạn bàn trên run rẩy cầm lấy thanh kẹo cao su điên cuồng nhắn trong nhóm a a a a a a a tao ăn được đồ ăn vặt đại ca mua cho bạn gái rồi Quao wow, a à, ngưỡng mộ quá tao cũng muốn. Đồ đại ca mua siêu tầm được á. Ghét ghê, sao tao không ngồi cạnh bạn gái cơ chứ? Sau một chuỗi các tên gọi như Dũng Sĩ, Kỵ Sĩ Rồng, Dương Quý Phi vân vân, mọi người đều bắt đầu âm thầm gọi Liêu Đình Nhạn là bạn gái hồi nào không hay. Liêu Đình Nhạn cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng, nghĩ thầm, quả đúng là không nên ăn vặt trong lớp, ánh mắt của các bạn học sinh xuất sắc đều bùng cháy ghê, cô âm thầm cất đồ ăn vặt vào trong học bàn, thôi, dáng khắc chế bản thân. Cô xem vở luyện tập trong tay mình, phồng mặt cả buổi trời vẫn tính không ra, âm thầm đưa giấy bút qua bên cạnh. Từ mã tiêu bị cô chọc cho thức, đón lấy giấy bút, xoẹt xoẹt tính toán viết xuống xong vứt lại cho cô. Liêu đình nhạn, mình nhìn theo chép lại hả? Từ mã tiêu, chép lại đi, lúc thi cũng chép lại theo mình ấy. Liêu Đình Nhạn không nghe rõ có phải là cậu đang mỉa mai không, vậy mình tự viết. Từ mã tiêu, mình bảo cậu là lúc thi chép của tớ ấy. Liêu Đình Nhạn đè thấp giọng, vậy ngại dữ lắm. Mà cậu đừng có nói lớn vậy chứ. Bị nghe thấy rồi kìa. Từ mã tiêu, si. Bài tập tiếng Anh tối nay phải nộp, Liêu Đình Nhạn vẫn còn hai trang chưa làm. Liêu Đình Nhạn, cứu mạng. Cứu mình từ mã tiêu nộp cái gì khỏi nộp đi liêu đình nhạn mình làm không xong kịp rồi tiêu cứu từ mã tiêu bị nàng nỉ ỉ ôi tặc lưỡi một tiếng kéo hai trang đề tiếng anh sang cầm bút khoanh đáp án tốc độ của cậu rất nhanh nhìn sơ là đã khoanh xong thái độ qua loa lại còn đè bút muốn rách cả đề liêu đình nhạn không được chọn bừa qua loa từ mã tiêu cậu nghĩ mình là cậu hả sau đó trả bài lại, quả đúng là không sai. Người duy nhất đúng hết trong lớp là Liêu Đình Nhạn, từ Mã Tiêu còn không thèm nộp bài mình. Những bạn học biết rõ nội tình, mẹ ơi ngưỡng mộ quá. Dần dần, các bạn lớp A1 đều quen với dáng vẻ dễ chịu lại nuông chiều bạn gái hết mực của đại ca, tuy là đều trông như cọp nhưng so ra thì trước đây là cọp ăn thịt người, giờ là cọp giấy, nghĩ tới còn thấy đáng yêu cái kiểu quái gở gì mới nãy đại ca nói chuyện với tao rồi. Hà, cậu ấy chủ động nói chuyện với mày hả? Nói cái gì? Cậu ấy lấy túi chườm nước nóng của tao đi rồi. Ờ, hiểu rồi, chắc chắn là cho bạn gái. Liêu đình nhạn rớt dâu đau bụng, mệt mỏi ôm lấy túi chườm. Cô liếc nhìn bạn trai bàn bên cạ cả, mình muốn ăn đá đậu đỏ. Từ mã tiêu lườm cô, cậu muốn chết hà? Liêu đình nhạn, cậu nghe mình nói, tuy là đá nhưng mà đậu đỏ bổ máu. Từ Mã Tiêu nhìn cô. Liêu Đình Nhạn, ok, mình không ăn nữa. Như vậy trông rất đáng yêu, mấy chục phút trong tiết, Từ Mã Tiêu nhìn Liêu Đình Nhạn cụp mắt, nghe thấy giọng nói ỉu xìu của cô bèn đứng dậy đi ra, giáo viên âm nhạc nhỏ bé đáng thương thường bị chiếm tiết không dám hỏi cũng không dám nói, cứ coi như không nhìn thấy. Kết quả chưa đi được bao lâu, Đại ca lại mang đá đậu đỏ về. Cho bạn cùng bạn của cậu ấy trước mắt bàn dân thiên hạ. Giáo viên âm nhạc: "Được rồi, các bạn, hôm nay chúng ta cùng thưởng thức bài hành khúc đám cưới." Học sinh A1 âm thầm vỗ tay cho giáo viên âm nhạc. Sau này lúc Tư Mã Tiêu và Lưu Đình Nhạn kết hôn, tất cả bạn bè A1 đều được mời tới dự. Bọn họ nghe tới bài hành khúc đám cưới kia đều không khỏi nhớ đến buổi chiều trời xanh mây trắng có ve sầu hồi cấp 3 khi ấy. Ánh mắt đại ca nhìn bạn gái dịu dàng ghê. Nữ sinh hàng trước âm thầm nói với bạn cùng bàn của mình. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.